Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 22. Đáng chết, chúng mày đều đáng chết. Côn Luân Hư giỏi lắm sao? Chúng mày có tư cách gì quyết định sống chết của người giới thế tục? Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, trong mắt đều là tia máu. Giống như hỏa tiễn xông về phía cậu thanh niên. Ông giới đứng chắp tay, nhẹ nhàng bước ra, đứng trước mặt cậu thanh niên. Ha ha ha, khí tức của tên nhãi này khá mạnh, chỉ đáng tiếc. Ông giới mặt đầy cười nhạo. Giống như người đứng trên mây, mắt nhìn xuống người bình thường sống trong bùn lầy. Cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Khi Diệp Bắc Minh cách ông giới còn khoảng 10 mét, ông ta đột nhiên ra tay. Đánh một quyền về phía Diệp Bắc Minh, chuẩn bị phế bỏ anh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Không tiếc bất cứ giá nào, giết lão cẩu này. Nhận được sự cho phép của Diệp Bắc Minh, tháp càn khôn chấn ngục điều động nội lực của Diệp Bắc Minh. Một luồng uy thế kinh khủng bộc phát ra. Ông giới biến sắc mặt. Một giây trước, khí tức của Diệp Bắc Minh rất yếu. Một giây sau, Diệp Bắc Minh giống như biến thành một người khác, như một con dã thú lao ra từ trong phòng ấn viễn cổ. Cuồng bạo, hung tàn, kinh khủng. Cái này. Sắc mặt ông giới trở nên nghiêm trọng, đồ ngu xuẩn, mày muốn ngưng tụ toàn bộ nội lực thành một kiếm. Lão phu thực lực võ đế là đùa giỡn. Muốn một kiếm giết võ đế, nằm mơ. Võ đế, tất cả võ giả có mặt tại đây con ngươi co rút kịch liệt. Mẹ kiếp, võ giả này lại là một võ đế. Mẹ kiếp, trên mặt đám người Diệp Lăng Tiêu, Vân Chi Lan, Phong Cửu U đều là vẻ khiếp sợ. Dù là hai cô gái Ngụy Yên Nhiên, Lý Gia Hinh không biết võ công cũng run rẩy theo. Các cô cũng biết võ đế ý là gì. Một vài kẻ địch của Diệp Bắc Minh lại điên cuồng gào thét, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh, đúng là trời giúp tôi. Chết đi, Diệp Bắc Minh mày chết đi. Võ đế đại nhân, giết hắn, giết Diệp Bắc Minh. Giọng nói điên cuồng truyền tới. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đến bên cạnh ông giới. Giơ tay lên, ngưng tụ 99% nội lực chung một chỗ, hóa thành một kiếm chém ra. Cùng với tiếng gào thét của Diệp Bắc Minh, chết cho tôi. Một mảng kiếm sáng chói tấn công tới. Khiến người ta mắt không mở nổi. Nhóc con, đây là cái gì? Cuối cùng ông giới cảm thấy không đúng, điên cuồng chống cự. Nhưng cơ thể vốn không chịu khống chế, sau khi kiếm khí của kiếm đoạn long bao trùm, trong nháy mắt bị xé toạc. Ông giới, cậu thanh niên bị dọa sợ điên rồi, bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Phụt, nằm trên đất giống như chó chết, xương cốt toàn thân bị uy lực còn lại làm vỡ, sâu trong đồng tử đều là sợ hãi nồng nặc. Ông giới là võ đế sơ kỳ, ở giới thế tục quả thật đúng là vô địch. Nhưng lại bị một kiếm của Diệp Bắc Minh giết trong nháy mắt, ngay cả thi thể không còn sót lại, hóa thành xương máu. Diệp Phi Phàm ở bên cũng hoảng sợ nằm trên đất. Người bị thương nặng, toàn thân run rẩy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt, người lảo đảo đi tới. Bảo vệ chủ nhân, Lăng Thi Âm cảm thấy không đúng. Một kiếm vừa rồi Diệp Bắc Minh bộc phát ra toàn bộ nội lực. Người sắp mệt lả. Toàn bộ đều dựa một hơi thở. Vèo. Mấy trăm thân ảnh lao ra, vây quanh Diệp Bắc Minh nước chảy không lọt. Dưới ánh mắt vạn người, Diệp Bắc Minh kéo kiếm đoạn long, giống như thần chết đang đi tới. A, a, a. Cậu thanh niên đạp hai chân, không ngừng lùi về phía sau, đừng. Mày đừng qua đây. Tao tên Lý Trùng Tiêu, là học sinh nòng cốt của Học viện Thiên Thần, còn là đệ tử của viện trưởng. Nếu mày giết tao thì sẽ bị Học viện Thiên Thần đuổi giết không ngừng nghỉ. Diệp Bắc Minh không nói một lời. Người lảo đảo đi tới. Nhưng, nhịp bước vô cùng kiên định. Đừng, đừng giết tôi. Tao nói cho mày biết, mẹ mày chưa chết, bà ta thật sự chưa chết. Lời vừa rồi đều là tao lừa mày thôi, mẹ mày thực lực rất mạnh, bọn tao không bắt được bà ta, Lý Trùng Tiêu sợ quá bật khóc. Giọng nói run rẩy. Người đàn ông trước mắt nhất định là ma quỷ. Con người Diệp Bắc Minh lóe qua vẻ vui mừng. Giây tiếp theo. Một luồng sát ý lạnh như băng bùng nổ, có phải thật hay không, không cần mày nói. Bù. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí, bao phủ Lý Trùng Tiêu. Huyết hồn chú. A. À. Lý Trùng Tiêu kêu thảm một tiếng. Phút chốc,
Tất cả những gì trong đầu đều bị Diệp Bắc Minh mở ra. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh mừng rỡ, kích động kêu lên, Diệp Thanh Lam. Mẹ tao tên là Diệp Thanh Lam. Quả nhiên là lừa gạt tao, ha 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 ha, mẹ tao không sao. Đế quốc Thanh Long, cung Hạo Miểu, học viện thiên thần. Mày có thể chết rồi. Ánh mắt rơi trên người Lý Trùng Tiêu, một kiếm chém hắn thành xương máu. Trước mắt tối sầm, ngất xỉu rồi. Chủ nhân, thiếu chủ, đám người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Trần Lê Y biến sắc. Lăng Thi Âm tiến lên, ôm lấy Diệp Bắc Minh, đi, về Vạn Bảo Lâu. Bất kỳ kẻ nào trên đường dám ngăn cản, giết không tha. Sau khi Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh rời đi, toàn bộ hiện trường đài võ đạo hỗn loạn. Chuyện hôm nay e là sẽ chấn động toàn bộ giới võ đạo Long Quốc, trời sắp sập rồi. Sau khi đám người Diệp Bắc Minh rời đi, trên khán đài, mấy chục bóng người vội vã đi mất. Nếu quan sát cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện đây là một vài khuôn mặt ngoại quốc. Một người đàn ông da trắng sau khi rời khỏi đài võ đài, vội vàng gọi điện thoại alo, giới võ đạo Long Quốc xảy ra chuyện lớn, ông nhất định không ngờ đâu. Ôi chúa ơi! Diệp Bắc Minh này đúng là nghịch thiên, đúng, bây giờ tất cả những người canh giữ gia tộc của Long Quốc đều bị phế. Ha ha ha, là cơ hội tốt nhất để chúng ta thống nhất giới võ đạo Long Quốc. Mau liên lạc với núi chúng thần. Không chỉ là người đàn ông da trắng. Người khác cũng vội vã gọi điện, thông báo cho thế lực của mình. Alo, boss. Đại nhân, giới võ đạo Long Quốc thay đổi kinh hoàng. Giáo chủ, thành võ đế Long Quốc xảy ra chuyện lớn, Diệp Bắc Minh diệt gần như toàn bộ người canh giữ gia tộc, hắn cũng bị thương. Lão đại, Diệp Bắc Minh phế rồi. Giờ phút này, các thế lực lớn ở nước ngoài nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, Long Đô, trong phòng họp tại nơi nào đó. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng trên màn hình lớn, lâm vào sự yên tĩnh như chết. Trên đường trở về Vạn Bảo Lâu, mấy người Diệp Bắc Minh gặp phải gia tộc người canh giữ vây công điên cuồng. Có võ thánh đỉnh Phong Lăng Thi Âm ở, bọn họ an toàn trở lại Vạn Bảo Lâu. Cô ta lập tức hạ lệnh, từ giờ trở đi, Vạn Bảo Lâu tiến vào trạng thái phòng bị cao nhất. Bất luận kẻ nào tiến vào Vạn Bảo Lâu đều giết không tha. Dù có là một con ruồi, dám can đảm bước vào phạm vi Vạn Bảo Lâu, tất cả đều đánh bay cho tôi. Rõ. Tất cả lực lượng của Vạn Bảo Lâu đều xuất hiện, kể cả lực lượng trong tối lẫn lực lượng ngoài sáng. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu tiến vào giới nghiêm. Cho dù là như thế, vẫn có vô số võ giả không cần mạng lao tới. Bọn họ đều biết Diệp Bắc Minh mạnh mẽ bộc phát sức mạnh, bị thương khi chém giết một vị võ đế. Hiện giờ là cơ hội giết anh tốt nhất. 316. 1/2. Bên trong tháp Càn Khôn chấn ngục. Sau khi nội lực Diệp Bắc Minh khô cạn, ý thức anh trực tiếp tiến vào bên trong tháp Càn Khôn chấn ngục. Điên cuồng luyện chế tụ lực đan. Không ngừng nuốt xuống. Cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy, sao cơ thể tôi không có phản ứng gì vậy? Tháp Càn Khôn chấn ngục tức giận đáp, cậu để tôi không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên võ đế kia. Nhưng đối với cậu mà nói, cũng phải trả một cái giá đắt. Sao vậy? Trong lòng Diệp Bắc Minh thầm động. Tháp Càn Khôn chấn ngục giải thích, cơ thể của cậu bị hao tổn rất lớn, ngoài tốn 9 phần nội lực ra. Tôi còn tiêu hao sức sống của cậu. Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, tiêu hao sức sống. Tháp Càn Khôn chấn ngục mở miệng, sợ cái gì, người tu võ ở cảnh giới võ tông vốn có thể sống 200 năm. Tôi chỉ tiêu tốn của cậu 100 năm mà thôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, 100 năm, ông nói ung dung nhỉ. Tháp Càn Khôn chấn ngục thản nhiên đáp, không cần lo lắng, chỉ cần cảnh giới của cậu tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng theo. 100 năm không đáng kể chút nào. Giờ, cậu cần phải khôi phục khí huyết đã tổn thất, luyện viên tinh hạch tật phong lang cấp 3 kia thành đan dược đi. Đan dược luyện chế từ ma thú tinh hạch có thể giúp cậu khôi phục khí huyết đã tổn thất ở mức độ lớn nhất. Diệp Bắc Minh suy tư. Trong đầu một ý niệm lóe lên, tinh hạch tật phong lang xuất hiện trên tay. Ánh mắt của anh lập lòe. Nhanh chóng lật qua lật lại sách cổ ghi lại hơn chục ngàn loại đan phương. Bên ngoài, toàn bộ thành võ đế rơi vào bầu không khí sơ xác tiêu điều. Vạn Bảo Lâu sớm đã bị vây chật như nêm cối. Nhà họ Tần, nhà họ Phương, nhà họ Tiêu,
nhà họ Chu đã triệu tập một số lượng võ giả lớn, bao vây bên ngoài Vạn Bảo Lâu. Một người đàn ông mặt chữ điền đứng ở đằng trước, trong mắt toàn là tơ máu, nhà họ Tần đã đến thời điểm tồn vong nguy cấp, bố mẹ, vợ, con cái của các người sống hay chết toàn phụ thuộc vào trận chiến này. Từ giờ trở đi, Tần Viễn Sơn tôi tiếp nhận vị trí đứng đầu nhà họ Tần. Tần Viễn Sơn, võ thánh trung kỳ. Ông ta quát lên, hiện tại, gia chủ ra lệnh, giết cho tôi. Giết! Mấy ngàn người không muốn mạng lao đến. Dù là võ giả cấp thiên cũng gia nhập chiến đấu. Toàn bộ nhà họ Tiêu, xông lên. Trong đám người nhà họ Tiêu, một người đàn ông trung niên dữ tợn gào thét. Tiêu Long Chiến, em trai Tiêu Long Đồ, võ thánh trung kỳ, gia chủ mới của nhà họ Tiêu. Nhà họ Phương nghe đây, nếu chúng ta thắng trận chiến này, tất cả tài sản của Vạn Bảo Lâu cho mọi người tùy ý chọn lựa. Một lão già trong đám người nhà họ Phương đau thương gào lên. Nghe lão gia chủ, giết. Mọi người nhà họ Phương oán khí ngập trời. Bọn họ giơ vũ khí phóng về phía Vạn Bảo Lâu. Nhà họ Chu hét to, toàn bộ nhà họ Chu nghe, san bằng Vạn Bảo Lâu cho tôi, báo thù cho tộc trưởng. Bốn gia tộc người canh giữ kết hợp lại, chừng mấy chục ngàn người. Những này đều là người tu võ. Còn kinh khủng hơn cả đội quân triệu người. Đến rồi, ngăn lại. Lăng Thi Âm thét dài, trận chiến hết sức căng thẳng. Giết! Bên ngoài Vạn Bảo Lâu vô cùng lộn xộn. Máu tươi, thi thể, chân cụt tay đứt, đầu người nơi nơi. Giết giết giết, bất kỳ thứ gì muốn đến gần Vạn Bảo Lâu đều giết hết, Vạn Lăng Phong máu me khắp người, giết đỏ cả mắt. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Vô số cao thủ điên cuồng đánh tới. Cho dù là Lăng Thi Âm cũng cực kỳ mệt mỏi. Đôi mắt cô ta đỏ bừng, trong mắt phủ rộng tơ máu, xông vào trong đám người, điên cuồng giết chóc. Bốn năm tên võ thánh trung kỳ thấy thế, đồng loại ra tay ngăn cản Lăng Thi Âm. Giết! Lâm Thương Hải hét to, dẫn đầu người Vạn Bảo Lâu đánh lui hết đợt cao thủ này đến đợt cao thủ khác. Đường Thiên Ngạo bị dọa đến cả người run rẩy, trốn ở trong góc, khóc không ra nước mắt, tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, trong một quán trà ở nơi xa, Vân Chi Lan ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn trận chiến trước cửa Vạn Bảo Lâu. Nơi đây chỉ cách Vạn Bảo Lâu một con đường. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Gương mặt xinh đẹp của Vân Kiếm Bình trắng bệch, không ngừng nôn mửa, ọe ọe. Ông nội! Cô ta sắp phát điên rồi. Cửa Vạn Bảo Lâu toàn là thi thể. Những tên võ giả canh giữ gia tộc kia như bị điên. Không ngừng đánh về phía Vạn Bảo Lâu. Thi thể của đồng đội, thi thể của kẻ địch liên tục bị dẫm lên. Chia năm xẻ bảy. Cổng Vạn Bảo Lâu quả thực không khác gì địa ngục tu la. Những gia tộc người canh giữ này chỉ có thể làm như vậy. Vân Chi Lan lẩm bẩm, nếu Diệp Bắc Minh không chết, sau khi anh hồi phục, người chết chính là bọn họ. Hiện giờ là cơ hội duy nhất của họ. Trong một quán ăn khác, Phong Cửu U ngồi đó, nhìn cửa chính Vạn Bảo Lâu, mí mắt mạnh mẽ giật giật. Mấy người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành chỉ có thể mong ngóng ngồi xem ở khu vực an toàn. Ông nội cả, ông nội, mau ra tay giúp đỡ đi. Diệp Như Ca lo lắng dậm chân. Hầy! Diệp Lăng Tiêu thở dài, chẳng có cách nào, chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được. Giờ đi qua hỗ trợ chỉ có nước chịu chết. Hy vọng người Vạn Bảo Lâu có thể kiên trì. Trong phòng bao nào đó, Ngụy Yên Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu trước cửa Vạn Bảo Lâu, kiên trì, mọi người nhất định phải kiên trì đấy. Chủ nhân nhất định có thể kiên trì. Lý Gia Hinh đi tới. Hai tay nắm lấy ngạch cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch. Giết! Suốt ba ngày ba đêm, bên ngoài Vạn Bảo Lâu biến thành núi thây biển máu. Người Vạn Bảo Lâu gần như tử thương toàn bộ. Vạn Bảo Lâu vốn có hơn chục ngàn hộ vệ, giờ phút này chỉ còn lại có mấy trăm người. Thi thể chồng chất thành núi. Bọn họ vẫn cắn răng tử thủ. Vạn Lăng Phong chặt đứt một tay, vẫn gào thét, đừng từ bỏ, ngăn chặn bọn họ cho tôi. Toàn thân Lâm Thương Hải đều là vết thương, máu gần như chảy khô, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào Vạn Bảo Lâu một bước. Đường Thiên Ngạo cũng gia nhập chiến đấu. Một con mắt bị đâm mù, một cái chân hoàn toàn mất đi cảm giác, mẹ nhà nó, Đường Thiên Ngạo ông đây liều mạng với chúng mày. Đám chó hoang gia tộc người canh giữ, đến,
ông đây không sợ. Ông ta tham sống sợ chết. Gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Bằng mặt không bằng lòng. Giờ phút này ông ta đều không đếm xỉa đến. Hơi thở Lăng Thi Âm bất ổn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhìn chăm chú vào mấy người Tiêu Viễn Sơn, Tần Long Chiến. Cho dù là võ thánh đỉnh phong cũng không chịu nổi nhiều người tu võ thay nhau chém giết 3 ngày 3 đêm như vậy. Tần Long Chiến tái mặt, đù, đám này thật sự không sợ chết sao? Cao thủ nhà họ Tần tử thương hơn một nửa. Tiêu Viễn Sơn bình tĩnh đáp, bọn họ chỉ còn lại vài trăm người, nhiều nhất có thể kiên trì thêm 3 giờ. Chúng ta góp thêm chút sức, đồng loạt ra tay. Chờ cái rắm, giết, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Lão gia chủ nhà họ Phương điên cuồng gào lên. Giết! Gia tộc người canh giữ lại một lần tập hợp mấy ngàn người lao tới. Mọi người trong vạn bảo lâu tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, muốn giết sạch người của tao. Gia tộc người canh giữ thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía vạn bảo lâu. Vạn Lăng Phong kích động quỳ xuống, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Thiếu chủ, ha 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 ha, cậu không sao cả. Lâm Thương Hải mệt lả nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to. Bả vai Đường Thiên Ngạo co rúm, kích động chảy nước mắt, đù, Diệp Bắc Minh. Nếu cậu không giết sạch những người này, rồi để ông đây làm võ lâm minh chủ, dù có là quỷ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Mạng của tôi giao cho cậu tất, cậu nhất định phải cho tôi thù lao tôi nên được. Hu 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 hu, Đường Thiên Ngạo khóc. Kích động, run rẩy, hoàn toàn do bị dọa. Mẹ nó, 3 ngày 3 đêm này quả thực hù chết người. Một âm thanh lạnh nhạt truyền ra từ bên trong vạn bảo lâu, được, về sau võ lâm minh chủ giới võ đạo Long Quốc chính là Đường Thiên Ngạo ông. Chợt thấy, một cột sát khí nồng nặc phóng lên cao, bao phủ toàn bộ vạn bảo lâu. Một bóng người cầm kiếm đoạn long trong tay, bước ra từ bên trong sát khí. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh. Thiếu chủ, Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải kích động. Tổng hội trưởng, Đường Thiên Ngạo hưng phấn kêu to, cậu đã đáp ứng tôi rồi đấy. Tôi muốn làm võ lâm minh chủ, Đường Thiên Ngạo tôi sắp làm võ lâm minh chủ. Làm sao có thể, cậu ta không có việc gì. Lông mày Vân Chi Lan giật giật, cảm thấy khó tin. Ông nội, cậu ta cứ thế đi ra, Vân Kiếm Bình cũng thay đổi sắc mặt. Trong đôi mắt to xinh đẹp toàn là sùng bái và kích động. Hít hà, thằng này. Diệp Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Diệp Cấm Thành lẩm nhẩm, anh cả, rốt cuộc cậu ta là quái vật gì thế? Trái tim Phong Cửu U không ngừng bùm bùm đập loạn, biểu cảm hoàn toàn cứng lại. Ngài Diệp, trông thấy Diệp Bắc Minh, Ngụy Yên Nhiên vui đến phát khóc. Thân thể mềm mại của Lý Gia Hinh sụi lơ, gục xuống bên cửa sổ, miễn cưỡng đứng vững. Hai người ở trong phòng bao này ròng rã nhìn suốt 3 ngày không chợp mắt. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, các cô kích động đến không thể thở nổi, người như muốn nhũn ra. Diệp Bắc Minh mỉm cười, các vị, 3 ngày nay cực khổ rồi. Tiếp theo, hãy giao cho tôi đi. Lời vừa dứt, Diệp Bắc Minh đã lao ra ngoài. Là Diệp Bắc Minh. Vừa thấy Diệp Bắc Minh bước ra, tất cả cao thủ của gia tộc ở đây đều choáng váng, không ngừng nuốt nước bọt. Tiêu Long Chiến quát một tiếng lớn, Diệp Bắc Minh lại như thế nào, cậu ta đã bị thương. 3 ngày ngắn ngủi chắc chắn không thể hồi phục. Cùng tiến lên, giết Diệp Bắc Minh. Mấy ngàn người lao tới. Đôi mắt Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý rung trời, kiếm đoạn long trong tay cách không chém xuống. Thân thể mấy trăm người nổ tung, hóa thành từng đám xương máu. Diệp Bắc Minh như một cối xay thịt, chớp mắt giết ra một đường máu. Á! Gia tộc người canh giữ kêu thảm thiết, điên cuồng chạy trốn. Bù! Một kiếm quét ngang, mấy trăm người bị chém ngang lưng, trực tiếp cắt thành hai nửa. Lại một kiếm rơi xuống. Ầm! Mặt đất vỡ ra, xuất hiện một khe rãnh kinh khủng. Mấy trăm tên võ giả gần đó bị đánh chết tươi. A! Tần Viễn Sơn nhìn võ giả nhà họ Tần bị giết chết, mắt như muốn lòi ra. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó! Mày thật đúng là đáng chết. Ông ta tức giận gào thét, cầm trong tay một thanh loan đao bằng thiên thạch, điên cuồng vọt về phía Diệp Bắc Minh, võ giả nhà họ Tần cấp bậc võ thánh trở lên đồng loạt ra tay cho tôi, giết chết Diệp Bắc Minh. Bù!
5 người bước ra khỏi đám người. Cộng thêm Tần Viễn Sơn thì có tổng 6 bóng người lao về hướng Diệp Bắc Minh. Tần Viễn Sơn nhe răng cười, Diệp Bắc Minh, ông đây không tin cậu có thể khôi phục chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chắc chắn cậu đang miễn cưỡng chống đỡ. Nhà họ Tần của tôi bị cậu biến thành dáng vẻ này, cậu chết đi cho tôi. Diệp Bắc Minh lười nhìn Tần Viễn Sơn dù chỉ một cái. Anh nâng tay lên chém một kiếm ra ngoài. 5 cái đầu của võ thánh sơ kỳ bay lên cao. Con người Tần Viễn Sơn co rút lại, sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, vì sao? Ông trời ơi! Vì sao phải đối xử với nhà họ Tần của tôi như vậy? Không, không, không! Ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt chảy ra huyết lệ. Phập! Diệp Bắc Minh lười nghe ông ta gào giống. Anh chém ra một kiếm. Cái đầu của Tần Viễn Sơn bay lên cao rồi rơi xuống đất. Mãi cho đến chết, trên mặt Tần Viễn Sơn vẫn là vẻ không cam lòng, nhà họ Tần bọn họ đã xong rồi sao? Trời! Tiêu Long Chiến hít một hơi lạnh, rút lui, mau bỏ đi. Đám người nhà họ Phương và nhà họ Chu cũng sợ tới mức 3 hồn chấn động, 7 phách thăng thiên. Mọi người binh bại như núi, điên cuồng chạy ra khỏi thành võ đế. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đuổi theo như thần chết. Vạn Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, các anh em, giết hết đám phế vật này cho tôi, không để lại một kẻ nào hết. Cùng nhau ra tay, đánh một trận với thiếu chủ. Lâm Thương Hải tức giận giống lên, diệt gia tộc người thủ hộ, lập ra danh tiếng bất bại. Giết! Tiếng gầm ngập trời. Dưới màn đêm, khắp nơi trong thành võ đế đều là tiếng gào thét. Diệp Bắc Minh sử dụng tháp càn khôn chấn ngục, phạm vi mấy chục ngàn mét đều được bao phủ ở dưới mắt anh. Không có một người nào có thể trốn thoát được. Đây là một bữa tiệc giết chóc. Trong thành võ đế vô cùng yên tĩnh, ở trên đường toàn là phần còn lại của cơ thể mất tay chân. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập mùi máu, đám người tu võ đứng xa xa xem cuộc chiến đều run rẩy. Nửa giờ sau, toàn bộ người tu võ của gia tộc cổ võ đều đã bị giết hết. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Mùi máu tươi nồng đậm vẫn kinh khủng như trước, mãi không tiêu tan. Thi thể ở trên đường đã bị những người tu võ khác dọn dẹp sạch. Vô số người dùng nước cọ rửa mặt đất. Một lần lại một lần. Nhưng vẫn không thể che giấu mùi máu tươi khủng bố kia. Trong Vạn Bảo Lâu, Diệp Bắc Minh đang chữa trị cho đám người bị thương. Anh đưa tay ra truyền đam dược cực phẩm xuống để mọi người chữa thương. Một cánh tay của Vạn Lăng Phong hoàn toàn biến mất. Đường Thiên Ngạo mù một con mắt. Lâm Thương Hải trúng hơn 10 đao, hấp hối, suýt nữa thì chảy cạn máu. Lăng Thi Âm bị nội thương. Diệp Bắc Minh đều chữa trị lần lượt cho bọn họ. Lăng Phong, ông yên tâm, tôi sẽ tìm được thuốc nối liền tay chân gãy, Diệp Bắc Minh mở miệng. Vạn Lăng Phong sang sảng cười, ha ha ha, có thể kề vai chiến đấu với thiếu chủ, cho dù có chết cũng đáng. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Đường Thiên Ngạo, Đường Thiên Ngạo. Con mắt này của ông cứ coi như tôi nợ ông. Khóe miệng Đường Thiên Ngạo chảy dòng dòng máu tươi, ha ha, một con mắt mà thôi, đổi một vị trí võ lâm minh chủ, mẹ nó rất có lời. Cảm ơn mọi người. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tất cả đều không thể diễn tả được. Anh tiếp tục chữa thương cho những người khác. Cho đến khi mặt trời mọc. Thiếu chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Một hộ vệ kéo cơ thể bị thương đi tới, anh ta nói mình là thư ký Tiền, muốn gặp ngài. Thư ký Tiền. Diệp Bắc Minh nhướng mày, để anh ta tiến vào. Vâng. Một lát sau, thư ký Tiền tiến vào Vạn Bảo Lâu, cả người anh ta đầm đìa mồ hôi. Vô cùng sợ hãi. Hai chân không nhịn được mà run rẩy. Máu tươi và thi thể bên ngoài khiến người đã nhìn quen như anh ta cũng suýt nữa nôn ra. Vào lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, anh ta chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh như băng đập vào mặt. Thư ký Tiền biết không phải nhằm vào mình, nhưng anh ta vẫn có một loại ảo giác, người mà mình đang đối mặt không phải Diệp Bắc Minh. Mà là một thần chết nắm trong tay tất cả. Long, Long Soái, gia tộc người thủ hộ thật sự xong rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, từ giờ trở đi, Long Quốc chắc sẽ không có gia tộc người thủ hộ nữa đâu. Mấy gia tộc người thủ hộ còn lại, hoặc là giải tán, hoặc là bị giết. Thư ký Tiền run rẩy, vội vàng nói, Long Soái, không thể giết hết gia tộc người thủ hộ được. Ồ, hội trưởng lão muốn ngăn cản tôi. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại.
Thư ký Tiền vội vàng nói, Long Soái, tuy gia tộc người thủ hộ hoành hành ngang ngược, chiếm cứ gần hết tất cả tài nguyên võ đạo của Long Quốc. Nhưng theo ý nghĩa nào đó mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật cũng đang bảo vệ Long Quốc. Nếu gia tộc người thủ hộ bị giết hết toàn bộ, võ giả các quốc gia khác sẽ tiến quân thần tốc, không kiêng nể gì mà tiến vào Long Quốc. Đến lúc đó sẽ là một tai nạn ngập đầu với người bình thường. Thư ký Tiền tạm dừng một chút. Sau đó nghiêm túc nói, thậm chí, có thể dao động căn cơ của Long Quốc. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, dao động căn cơ của Long Quốc. Chẳng lẽ gia tộc người thủ hộ chính là căn cơ của Long Quốc sao? Bọn họ nắm trong tay hơn 90% tài nguyên võ đạo, người tu võ bình thường muốn tăng cấp, căn bản không có hy vọng. Thứ mà gia tộc người thủ hộ bảo vệ căn bản không phải Long Quốc, mà là chính bọn họ. Tôi cho rằng, gia tộc người thủ hộ bị giết mới là chuyện tốt đối với Long Quốc. Diệp Bắc Minh căn bản không hề khách khí. Sau khi anh nói xong, thư ký Tiền ngây người. Một lúc lâu sau, anh ta mới cười khổ một tiếng, Long Soái, tôi thừa nhận ngài nói rất đúng. Đối với võ giả mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật là u ác tính. Nhưng quả thật bọn họ cũng bảo vệ giới võ đạo của Long Quốc mà. Diệp Bắc Minh cười, thư ký Tiền, cậu trở về nói cho hội trưởng lão biết. Giới võ đạo của Long Quốc không cần gia tộc người thủ hộ bảo vệ. Từ giờ trở đi, giới võ đạo của Long Quốc sẽ do Diệp Bắc Minh tôi bảo vệ. Cho dù là võ giả của quốc gia nào, nếu dám can đảm bước vào giới võ đạo của Long Quốc để dương oai, tôi đều sẽ giết không tha. Cho dù là người của Côn Luân Hư, về sau cũng không được phép tùy tiện đi vào Long Quốc. Giờ phút này, thời gian giống như yên lặng. Tất cả mọi người ở đây, không chỉ là thư ký Tiền, tất cả đều không thể hô hấp được. Đúng là ăn nói hùng hồn. Thư ký Tiền trừng to mắt như sắp rơi ra. Người tu võ của Côn Luân Hư mà Diệp Bắc Minh cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài sao? Thư ký Tiền khiếp sợ trần chờ hỏi, Long Soái, những lời ngài nói là thật sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Được. Vẻ mặt thư ký Tiền nghiêm nghị, tôi sẽ chuyển lại lời của Long Soái. Anh ta xoay người đi đến cửa lớn, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, cúi đầu 90 độ, Long Soái, Long Quốc có ngài mới đúng là tốt. Tiền Khôi Sơn hy vọng ngài có thể ổn định tình hình hỗn loạn của Long Quốc trăm ngàn năm qua. Nói xong, thư ký Tiền rời đi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động, dẫn tới đây. Diệp Phi Phàm trói gô bị dẫn tới, trực tiếp quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh, dập đầu như dã tỏi. Bịch 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 bịch. Em họ, tôi biết sai rồi, tôi quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Diệp Phi Phàm điên cuồng dập đầu, máu tươi chảy ròng ròng, là tôi ngu xuẩn. Lại nghĩ muốn hãm hại nhà họ Diệp. Tôi rất có lỗi với nhà họ Diệp, tôi rất có lỗi với ông nội của tôi rất có lỗi với mẹ cậu, tôi càng có lỗi với cậu. Bịch 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 bịch, Diệp Phi Phàm cũng bị dọa sợ chết khiếp. Đúng là khủng bố. Diệp Bắc Minh vừa mới giết lão đại trong giới, lại giết đệ tử của Viện trưởng Học viện Thiên Thần Lý Trùng Tiêu. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Diệp Phi Phàm chỉ cảm thấy sợ muốn đái ra quần. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư bây giờ như thế nào? Phải nói thật, một chữ cũng không được giấu giếm, nếu không tôi sẽ siêu hồn anh. Mẹ nhắn lại cho anh, nếu không khó xử thì mong anh có thể bảo vệ nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Mặc dù, Diệp Bắc Minh không có một chút tình cảm nào với nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Nhưng mà, dù sao cũng là một trong ba yêu cầu mà mẹ anh để lại. À! Diệp Phi Phàm sợ tới mức tiểu ra quần. Hắn đã tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Trùng Tiêu sau khi bị siêu hồn, cũng biết bị siêu hồn khủng bố như thế nào. Hắn cũng không dám giấu giếm một chữ nào cả, nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư chỉ là một gia tộc hạng ba bình thường. Ông nội của tôi, cũng chính là ông ngoại của cậu có tu vi võ thánh đỉnh phong. Năm đó lúc nhà họ Diệp ở thời điểm đỉnh cao cũng từng có một võ đế. Sau đó hơn 100 năm đều không còn xuất hiện võ đế nữa. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tôi muốn nghe mấy thứ này à? Điều tôi muốn biết là tin tức của mẹ tôi. Diệp Phi Phàm nói rất nhanh, em họ, thật ra tôi cũng chưa từng gặp mẹ của ngài được bao lần. Bà ấy ở nhà họ Diệp rất quái gở, khi tôi còn nhỏ đã rời khỏi nhà họ Diệp, mười mấy năm sau mới đột nhiên trở về. Mà lần trở về kia lại có thai. Diệp Bắc Minh không nói gì. Diệp Phi Phàm không dám giấu giếm.
Hắn tiếp tục nói, sau khi mẹ ngài Diệp Thanh Lam trở lại nhà họ Diệp, mới qua mấy ngày, người của đế quốc Thanh Long đã đuổi giết đến. Sau đó chúng tôi mới biết được, Diệp Thanh Lam lấy được một công pháp nghịch thiên tên là Long Đế Quyết trong một cấm địa cổ xưa nào đó. Trừ cái đó ra, còn có một tòa tháp càn khô gì đấy. Bịch bịch bịch, Diệp Phi Phàm không ngừng dập đầu. Những thứ khác tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một con kiến hèn mọn, cũng không biết nhiều. Ngài cứ coi tôi là một con chó nhà có tang, là một con chó đáng thương, thả tôi đi đi. Bịch bịch bịch, tiếp tục dập đầu. Thôi, cứ để tôi siêu hồn là được. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười nói. Cái gì, cậu? Diệp Phi Phàm ngây người, đồng tử kịch liệt co rút lại, gần như sợ chết khiếp. Hắn giận dữ giống lên, Diệp Bắc Minh, mày đúng là độc ác, tao là anh họ của mày mà. Chúng ta có huyết thống. Phía sau Diệp Bắc Minh hiện lên một luồng ánh sáng đỏ như máu. Sau đó chui vào trong đầu Diệp Phi Phàm. Sau một lát, Diệp Bắc Minh vừa lòng gật đầu. Diệp Phi Phàm quả thật không lừa anh, những gì hắn nói đều là thật. Nhưng mà Diệp Phi Phàm có dã tâm rất lớn, muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Làm hại nhà họ Diệp cửa nát nhà tan. Biểu đệ, tha cho tôi đi, tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Diệp Phi Phàm quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, dập đầu bình bịch xuống mặt đất. Diệp Bắc Minh nâng tay lên rồi vung ra. Một tiếng nặng nề khiến cả người hắn hóa thành mưa máu. Long đế. Đột nhiên, giọng nói sâu kín truyền đến từ tháp càn khôn chấn ngục, cái tên rất quen thuộc, khoan đã. Ầm vang. Tháp càn khôn chấn ngục trong cơ thể Diệp Bắc Minh điên cuồng chấn động, thân tháp trắng tinh phóng ra ánh sáng màu ngọc. Giờ phút này, thời gian trong cả vạn bảo lâu đều như dừng lại. Là dừng lại thật. Mọi người đều sững sờ tại chỗ. Cho dù là ruồi bọ bị máu tươi thu hút đến cũng đều yên lặng lơ lửng trong không khí. Lăng Thi Âm đứng tại chỗ giống như chạm ngọc. Ánh mắt của Vạn Lăng Phong mất đi hào quang. Lâm Thương Hải há miệng, vẫn duy trì tư thế nói chuyện với người bên cạnh. Đường Thiên Ngạo vẫn đang cười. Trần Lê Y đứng ở phía sau Diệp Bắc Minh, mở to đôi mắt đẹp. Mọi người làm sao vậy? Nói chuyện đi. Mọi người làm sao vậy? Diệp Bắc Minh chấn động, tháp càn khôn chấn ngục, đây là chuyện gì? Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục truyền đến, không phải tôi làm. Xoẹt. Giấy tiếp theo. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu ngập trời. Một bóng người màu đỏ ngưng tụ, đứng ở đối diện Diệp Bắc Minh, tối hôm qua ăn no máu tươi, cuối cùng tôi đã có một chút linh trí rồi. Cậu chính là truyền nhân của Long Đế tôi. Bóng người màu đỏ vô cùng cao lớn. Ông ta đứng ở nơi đó giống như một pho tượng thần linh vậy. Có một loại cảm giác trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Loại cảm giác này, Diệp Bắc Minh chỉ cảm nhận được trên người 99 sư phụ. Diệp Bắc Minh chấn động, Long Đế. Là tôi. Bóng người màu đỏ gật đầu. Cùng lúc đó, tháp càn khôn chấn ngục đột nhiên mở miệng, tôi nhớ ra rồi, Long Đế. Chủ nhân trước kia của tháp càn khôn chấn ngục chính là Long Đế. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngây người. Chủ nhân trước kia của tháp càn khôn chấn ngục chính là Long Đế. Đúng là quá bất ngờ. Hư ảnh của Long Đế lắc đầu, cậu không cần khiếp sợ, cũng không có gì bất ngờ cả. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh khiếp sợ bởi vì sự xuất hiện của ông ta. Trên thực tế, Diệp Bắc Minh khiếp sợ bởi vì Long Đế là chủ nhân trước kia của tháp càn khôn chấn ngục. Đương nhiên, tháp càn khôn chấn ngục và Diệp Bắc Minh trao đổi suy nghĩ, Long Đế không nghe được đối thoại của bọn họ. Diệp Bắc Minh nhíu mày, ông. Anh đang định nói chuyện. Lại bị Long Đế ngắt lời, Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm. Tôi cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi của cậu, bây giờ cậu hãy nghe tôi nói. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại, nhưng vẫn gật đầu, được rồi, ông nói đi. Long Đế gật đầu, đầu tiên, tôi không có ác ý gì với cậu cả. Tôi có thể xuất hiện đều dựa vào việc cậu tu luyện Long Đế Quyết. Là sau khi cậu tu luyện Long Đế Quyết, hấp thu rất nhiều máu tươi mới khiến một ít hồn phách của tôi hiện lên. Nhưng tôi cũng chỉ có thể xuất hiện lúc này thôi, dù sao việc để tàn hồn buông xuống tiêu tốn rất nhiều. Tàn hồn của tôi đã sắp không chống đỡ được rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống, cho nên, lúc trước có vài lần tôi suýt nữa mất khống chế.
Là bởi vì ông. Long đế trầm mặc. Một lát sau ông ta mới mở miệng, không sai, đó là một ít tàn hồn của ta chuẩn bị tranh đoạt quyền khống chế cơ thể này. Nói một cách khác là tôi định đoạt xá cậu. Nhưng mà tôi đã thất bại, lực lượng thần hồn của cậu rất khủng bố. Thoải mái thẳng thắn thừa nhận. Không có gì cần giấu giếm. Điều này đã khiến Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, vì sao? Long đế nói, bởi vì tôi bị kẻ địch chém chết, cuối cùng chỉ còn một ít tàn hồn sống sót. Bây giờ đang ở một nơi trong Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ý của ông là ông muốn tôi cứu tàn hồn của ông. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Long đế mỉm cười, không sai, chỉ cần cậu có thể cứu tôi sống lại, tôi sẽ dâng một nửa quyền hạ của Long đế quyết bằng hai tay lên cho cậu. Tôi còn sẽ nhận cậu làm đệ tử quan môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Diệp Bắc Minh có một loại trực giác. Không một ai trong 99 sư phụ của mình yếu hơn Long đế. Thậm chí, còn vượt qua Long đế. Có vẻ Long đế đã sớm dự đoán được Diệp Bắc Minh sẽ từ chối, ha 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 ha, quả nhiên là một người thú vị. Ông ta thần bí cười nói, không sao cả, sau khi tôi nói xong câu này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với tôi. Tôi biết chuyện về mẹ cậu. Một quả bom thật nặng. Bùm! Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn chằm chằm Long đế. Long đế còn thần bí bổ sung một câu, thậm chí, có lẽ bố cậu là ai, tôi cũng biết một ít. Cái gì, bố ta là ai? Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động. Anh giống to lên với huyết ảnh của Long đế. Cậu đi cứu tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Huyết ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành một tấm bản đồ. Trên đó có một điểm đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt. Diệp Bắc Minh biết nơi này 100% chính là chỗ tàn hồn của Long đế bị nhốt. Sắc mặt anh không ngừng dao động, xem ra chỉ có khi tìm được nơi này, mới có thể biết rốt cuộc là tại sao. Người đâu, dọn dẹp sạch chỗ này đi. Giọng nói của Lăng Thi Âm truyền đến. Cô ta chỉ vào vị trí Diệp Phi Phàm chết CS. Vâng, lập tức có người tiến lên quét tước. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh. Mọi người đang nói chuyện phiếm. Không có một ai cảm nhận được vừa rồi thời gian bị dừng lại vài phút. Diệp Bắc Minh truyền âm, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, người này thật sự là chủ nhân trước kia của ông sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nói chính xác hơn thì là ký chủ. Tôi và ông ta ký kết khế ước chủ tớ, tôi là chủ, ông ta là tớ. Diệp Bắc Minh tò mò, thực lực của ông ta như thế nào? Rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Có thể giết bất cứ người nào chỉ trong phút chốc. Sư phụ của tôi thì sao? Tôi chưa từng gặp sư phụ cậu, cho nên không thể xác định. Diệp Bắc Minh hỏi lại, có tin tức gì về ông ta không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát, tôi chỉ nhớ rõ có ký chủ là Long Đế, chi tiết cụ thể thì không nhớ được. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu. Anh không tiếp tục hỏi nữa. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh hỏi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông có nhớ khí tức của mẹ Nhược Tuyết không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nhớ rõ. Sử dụng vạn lý truy tung. Thành võ đế, trong một căn nhà xa hoa. Đám người nhà họ Hạ ngồi ở chỗ này. Diệp Bắc Minh kia không ngờ lại khủng bố như thế, một mình giết hết đám người của gia tộc người thủ hộ, một ông lão khiếp sợ nói. Một người đàn ông trung niên khác mở miệng, đáng tiếc, sớm biết như thế thì. Nếu Diệp Bắc Minh trở thành con rể nhà họ Hạ, có lẽ từ nay về sau nhà họ Hạ chúng ta cũng sẽ vươn lên. 2. Một người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng, tiếc nuối có ích lợi gì, Nhược Tuyết đã bị người của Côn Luân Hư đưa đi. Mẹ Hạ vô cùng bực bội, được rồi. Đừng nói nữa. Nếu đã lựa chọn thì không được thấy tiếc. Nhược Tuyết đi Côn Luân Hư hầu hạ vị công tử kia cũng không có gì không tốt cả. Lão già thở dài, trở thành thị nữ của người khác dù sao cũng kém hơn việc trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên kia gật đầu, Diệp Bắc Minh có thiên phú rõ như ban ngày. Chắc chắn sau này sẽ có thành tựu không hề kém vị kia ở Côn Luân Hư. Có phải chúng ta đã nhìn nhầm rồi không, có người đột nhiên nói. Trong lòng mẹ Hạ vốn dĩ đã hối hận. Bây giờ nghe thấy người một nhà nói như vậy thì càng thêm giận dữ. Bà ta gào lên một tiếng, mấy người đủ rồi đấy. Có cái gì mà phải hối hận, cho dù Diệp Bắc Minh có lợi hại thế nào đi nữa, có thể so với người của Côn Luân Hư sao?
Nếu vị công tử kia của Côn Luân Hư ra tay, một ngón tay cũng có thể đè chết cậu ta. Khi bà ta vừa dứt lời, đám người nhà họ Hạ đều thay đổi sắc mặt, không ngừng ra hiệu với mẹ Hạ. Đừng nói lung tung, bà nói hưu nói vượn cái gì thế? Xuyệt 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 xuyệt, ông lão kia còn đặt ngón tay lên miệng bảo mẹ Hạ câm mồm. Mẹ Hạ cười lạnh một tiếng, ôi trời, chú Bảy sợ cái gì? Diệp Bắc Minh kia có ở đây đâu? Tôi không ở đây là bà có thể tùy tiện nói xấu tôi à? Một giọng nói lạnh đến xương truyền đến từ sau lưng mẹ Hạ. A, à, mẹ Hạ hít một hơi lạnh, cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng. Trong nháy mắt quay đầu lại, bà ta ngây ngẩn cả người, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống. Cậu, Diệp Bắc Minh, sao cậu lại đến đây? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn mẹ Hạ, Nhược Tuyết là người phụ nữ của tôi, bị các người đưa vào Côn Luân Hư, tôi còn không được đến sao? Mẹ Hạ sợ đến tê dại ra đầu, gần như khó thở. Đột nhiên, bà ta nghĩ đến mình là mẹ ruột của Hạ Nhược Tuyết. Lập tức đầy tự tin, tức giận quát, Diệp Bắc Minh, cậu có thái độ gì vậy? Tôi là mẹ của Nhược Tuyết. Bốp! Diệp Bắc Minh tát một cái qua, đánh cho mẹ Hạ lăn xuống đất, bà đang sủa cái gì hả? Cậu! Mẹ Hạ vô cùng tức giận bò dậy, chấn hãi ôm mặt, cậu dám đánh tôi. Nếu cậu đã cho rằng Nhược Tuyết là người phụ nữ của cậu, thì tôi chính là mẹ vợ của cậu. Diệp Bắc Minh, cậu dám đánh mẹ vợ của mình hả? Diệp Bắc Minh cười lớn, mẹ vợ, tôi đánh mẹ vợ đấy. Nếu không phải sợ Nhược Tuyết đau lòng, thì cái tát vừa nãy, bà đã là người chết rồi. Mẹ Hạ nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, kinh sợ cúi đầu. Một luồng khí thế kinh thiên ập đến. Phụt, mẹ Hạ sợ đến quỳ xuống đất. Đám người nhà họ Hạ cũng quỳ xuống dập đầu không thôi. Diệp Bắc Minh cất giọng như tử thần, tôi muốn biết tất cả việc Nhược Tuyết đến Côn Luân Hư, nếu không, hôm nay toàn bộ các người phải chôn thân tại đây. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như thần chết. Tất cả người nhà họ Hạ, kể cả mẹ Hạ đều chỉ có một ý nghĩ. Nếu còn trái lời người đàn ông trước mặt, bọn họ sẽ chết. Đại nhân, tôi nói hết. Mẹ Hạ sợ như con chim cút, hồi tôi còn trẻ, may mắn được cung xã tắc của Côn Luân Hư chọn, trở thành một thị nữ của cung xã tắc. Sau này, mẹ Hạ hơi xấu hổ, sau này tôi mang thai, bố của Nhược Tuyết là một đệ tử ngoại môn của cung xã tắc. Một lần trên đường đi làm nhiệm vụ, bị ma thú giết. Sau khi Nhược Tuyết ra đời, trước năm 10 tuổi vẫn luôn sống ở cung xã tắc. Cho đến khi tôi rời khỏi cung xã tắc, đưa theo nó về nhà họ Hạ cổ võ ở giới phàm tục. Khi Nhược Tuyết còn nhỏ, đã có con trai của một vị trưởng lão tỏ ý, sau khi Nhược Tuyết trưởng thành, sẽ trở thành nha hoàn trong phòng của công tử Chu Tần. Chu Tần, trong lòng Diệp Bắc Minh, người này đã là người chết. Mẹ Hạ nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Tiếp tục nói, tông môn hàng đầu của cung xã tắc Côn Luân Hư, nhà họ Hạ tôi không thay đổi được gì. Hơn nữa, công tử Chu Tần đã được một vị thái thượng trưởng lão của cung xã tắc nhận làm đệ tử chân truyền. Một câu nói của cậu ta, cả nhà họ Hạ cổ võ tôi sẽ bị tiêu diệt hết. Chúng tôi cũng không ép Nhược Tuyết, nó là đứa trẻ hiểu chuyện, sau khi được biết tình hình nhà họ Hạ đã chủ động đi vào Côn Luân Hư. Nếu chúng tôi ép Nhược Tuyết, thì cậu không thể nào không biết gì chứ. Mẹ Hạ nói xong, lấm lét nhìn Diệp Bắc Minh. Cung xã tắc. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động. Việc này cũng thật trùng hợp quá rồi. Văn nhân Mộc Nguyệt chẳng phải là người của cung xã tắc sao? Bây giờ có lẽ hầu tử đã trở thành đệ tử của cung xã tắc. Nhược Tuyết cũng ở cung xã tắc. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, hay cho một nhà họ Hạ cổ võ, lại đẩy một cô gái yếu đuối ra làm bia đỡ đạn. Nhược Tuyết là người phụ nữ của tôi, không ai có tư cách để cô ấy hầu hạ. Tôi sẽ đích thân đến cung xã tắc một chuyến. Nếu Nhược Tuyết mất một sợi tóc, tôi không ngại diệt luôn cả cung xã tắc đó đâu. Cái gì? Tất cả người nhà họ Hạ kinh sợ ngẩng đầu. Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Người đàn ông trung niên hít khí lạnh, mạnh miệng thật đấy, diệt cả cung xã tắc. Diệp Bắc Minh này cũng thật biết bốc phét quá nhỉ. Sợ rằng cậu ta còn không biết cung xã tắc là thế nào. Có lẽ cậu ta cho rằng, cung xã tắc và thế lực giới phàm tục tương đương nhau. Đám người nhà họ Hạ lắc đầu. Chỉ có Thất Thúc Công tóc và râu đều trắng muốt nghiêm trọng lên tiếng, cậu ta, có lẽ có thể làm được thật.
Trong phút chốc, tất cả yên lặng. Cái gì? Đám người há miệng. Mẹ Hạ cau mày, Thất Thúc Công, ông nói đùa phải không? Dù thế nào Diệp Bắc Minh cũng không thể nào đối địch với cung xã tắc. Nếu cậu ta dám đến cung xã tắc, chắc chắn là nộp mạng. Chưa chắc. Thất Thúc Công lắc đầu. Đôi mắt già nua phát ra tinh quang, mọi người đừng quên, ban đầu chúng ta cũng cho rằng, Diệp Bắc Minh không phải là đối thủ của gia tộc cổ võ. Nhưng sau này thì sao? Cậu ta đã diệt bao nhiêu thế lực sánh ngang với gia tộc cổ võ? Thậm chí, cậu ta còn diệt cả gia tộc người canh giữ. Hiện nay, Diệp Bắc Minh là người số một Long Quốc. Mọi người nghĩ xem mới qua bao lâu chứ? Đám người sững sờ. Mẹ Hạ nhả ra một câu, xùy, hình như chưa đến 3 tháng. Lời vừa được nói ra, tất cả người nhà họ Hạ đều ngẩn người. Ực ực, đồng loạt nuốt nước miếng. Vãi, đúng thế. Bắt đầu từ khi bọn họ nghe được cái tên Diệp Bắc Minh, cho đến khi Diệp Bắc Minh trở thành người số một Long Quốc. Còn chưa đến 3 tháng. Bọn họ chỉ thấy sự khủng bố của Diệp Bắc Minh, lại bất giác quên mất tốc độ khởi dậy của Diệp Bắc Minh. 3 tháng, vãi. Đúng là nghịch thiên. Đúng thế. Khuôn mặt Thất Thúc Công đỏ bừng, cho dù ném thanh niên yêu nghiệt nhất cung xã tắc đến giới phàm tục. Trong 3 tháng, hắn có thể đứng trên đỉnh của Long Quốc không? Tất cả người nhà họ Hạ đều trầm mặc. Câu trả lời rất rõ ràng, không thể. Thất Thúc Công nhìn mẹ Hạ, cô ấy à, nhìn nhầm người rồi. Diệp Bắc Minh mới là chân long, không hề kém hơn truyền nhân của bất kỳ thế lực Côn Luân hư nào. Cậu ta không phải người tầm thường. Vẻ mặt của mẹ Hạ kỳ dị, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật sao? Liền sau đó, ánh mắt của mẹ Hạ kiên định hẳn, tuyệt đối không thể nào, cung xã tắc mới là lựa chọn tốt nhất của Nhược Tuyết. Cho dù làm thị nữ cho công tử Chu Tần, cũng chắc chắn tốt hơn ngàn lần so với làm người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Cung xã tắc, Côn Luân hư. Hầu tử vừa từ võ trường định quay về ký túc đệ tử. Một bóng hình thu hút sự chú ý của anh ta. Nhược Tuyết. Hầu tử gọi lớn. Trực tiếp đuổi theo. Hạ Nhược Tuyết dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hầu tử, anh, sao anh lại ở cung xã tắc? He he. Hầu tử cười đắc ý. Bây giờ tôi là đệ tử ngoại môn của cung xã tắc. Mấy ngày ngắn ngủi, đã là võ giả cấp huyền rồi. Hạ Nhược Tuyết cười nói, hầu tử, chúc mừng anh. Đệ tử ngoại môn khác hùa theo, Vương Khinh Hậu, anh quen thị nữ nội môn à? Được đấy, chắc không phải anh phải lòng cô ta chứ? Đi đi đi, đi đi. Hầu tử trừng mắt với đệ tử ngoại môn khác. Anh ta tỏ vẻ mặt nghiêm túc, đây là người phụ nữ của người anh em của tôi. Tôi nói với các người anh em của tôi rất lợi hại đấy. Tuy anh ta ở giới phàm tục, nhưng mà ấy... Thiên phú võ đạo tuyệt đối vượt qua đệ tử nội môn. Những đệ tử ngoại môn đều lắc đầu. Tỏ ý không tin. Hầu tử cũng lười giải thích, nhìn sang Hạ Nhược Tuyết ấy, sao cô cũng ở cung xã tắc, còn mặc quần áo của thị nữ cấp cao nội môn. Hạ Nhược Tuyết đang định giải thích tôi. Nhược Tuyết. Một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một thanh niên đi đến như ánh trăng nổi bật giữa dàn sao. Chu Tần. Đệ tử nội môn của cung xã tắc. Xếp trong top 300 của cung xã tắc. 20 năm tuổi, tu vi võ thánh trung kỳ. Coi khinh những người cùng tuổi. Bái kiến Chu sư huynh. Vị đệ tử ngoại môn đó chắp tay hành lễ. Khuôn mặt Chu Tần nở nụ cười rạng rỡ, miễn lễ. Cảm ơn Chu sư huynh. Mọi người đứng thẳng người. Chu Tần nhìn sang Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, tôi đã luyện kiếm pháp Hạo Diêu đến tầng thứ 6. Bây giờ cần một vài đan dược. Cô giúp tôi đến lầu luyện đạn lĩnh một ít đan dược huyền phẩm về đi. Vì hai người là bạn thời thơ ấu. Cho nên Chu Tần vẫn khá khách sáo với Hạ Nhược Tuyết. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, mau chóng rời đi. Hầu tử vẫy tay, Nhược Tuyết, lần sau lại nói chuyện. Vẻ mặt đệ tử ngoại môn có mặt ở đó biến sắc, vội vàng kéo hầu tử. Đợi Hạ Nhược Tuyết rời đi hẳn. Đột nhiên. Một luồng cuồng phong ập đến. Bốp! Hầu tử bay ra giống như chó chết, bò dưới đất phun ra máu tươi. Vương sư đệ! Vẻ mặt các đệ tử ngoại môn đều biến sắc. Có người nhìn sang Chu Tần, Chu sư huynh, tông môn cấm chiến đấu cá nhân, huynh. Bốp! Chu Tần lại tát một cái qua, đập chết người này tại chỗ. Suýt!
đệ tử ngoại môn khác hít khí lạnh, sợ đến soạt soạt lùi lại. Không dám nhiều lời. Chu Tần mỉm cười, người này tu võ tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận tự hủy hoại bản thân, mọi người đều nhìn thấy phải không? Nhìn thấy, nhìn thấy. Những đệ tử ngoại môn này sợ đến gật đầu liên tục. Chu Tần bước ra một bước, giẫm lên đầu của hầu tử, cất giọng lạnh như băng, vừa nãy tao nghe mày nói, Nhược Tuyết là người phụ nữ của người anh em của mày phải không? Tao khinh. Hầu tử nhổ ra một ngụm máu, mày có giỏi thì giết tao đi. Tao được Văn Nhân Mộc Nguyệt giới thiệu vào cung xã tắc đấy. Văn Nhân Mộc Nguyệt, đồng tử của Chu Tần co lại. Một thanh niên trẻ bên cạnh lập tức tiến lên, Chu Sư Huynh, anh ta nói thật đấy. Chu Tần âm trầm, ha ha ha, thì ra là người do sư tỷ Văn Nhân giới thiệu. Vậy tao nể mặt Văn Nhân sư tỷ, tháng sau đệ tử ngoại môn tiến vào rừng rậm âm ảnh rèn luyện, đưa theo người này. Giơ chân đá hầu tử, rồi quay người bỏ đi. Sắc mặt đệ tử ngoại môn khác đều tái nhợt. Rừng rậm âm ảnh. Những người có cảnh giới võ vương trở lên mới có năng lực tự bảo vệ mình. Hầu tử mới là thực lực cấp huyền. Tiến vào rừng rậm âm ảnh, thì chết chắc rồi. Chu Tần đi xa một đoạn rồi dừng lại, tôi bảo anh đưa Nhược Tuyết về, anh về muộn đúng một tháng. Ở bên ngoài cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nói thật cho tôi biết. Trên người Chu Tần bùng phát ra sát ý kinh thiên động địa. Trong đôi mắt đầy tia máu. Công pháp mà Chu Tần rất đặc biệt. Khi lần đầu tiên hắn gặp lại Hạ Nhược Tuyết thì đã nhìn ra, Hạ Nhược Tuyết đã trở thành đàn bà. Hạ Nhược Tuyết là cô gái mà hắn thích từ nhỏ. Cô ấy mới rời khỏi Côn Luân Hư mười mấy năm, lại thành phụ nữ của người khác. Vốn dĩ, Chu Tần nghĩ thôi bỏ đi. Nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng không đúng, suýt tẩu hỏa nhập ma. Hắn vẫn luôn coi Hạ Nhược Tuyết làm của riêng. Vậy mà lại bị người khác ăn trước. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Chu Tần nổi lên như núi lửa phun trào. Công tử, một thanh niên trẻ phía sau sợ đến quỳ xuống, tôi nói, người đó tên là Diệp Bắc Minh. Người này nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Diệp Bắc Minh, ha ha ha. Chu Tần điên cuồng gào thét, Diệp Bắc Minh, cầm cái này, lập tức dẫn ba cung phụng võ đế dưới quyền sư phụ tôi, rời khỏi cung xã tắc. Mang cái đầu của Diệp Bắc Minh về đây. Còn thi thể của hắn, nghiền thành cho bụi cho tôi. Đồng tử của thanh niên trẻ đó co lại dữ dội. Cái đầu kêu ù ù. Sợ đến toàn thân run lên. Ba cung phụng võ đế. Đi giết một người của giới phàm tục. Hắn bắt đầu cảm thông cho Diệp Bắc Minh. Nhà họ Liễu thành Hoàng Phong. Thất sư tỷ Tu La mặt ngọc Liễu Như Khanh sớm đã thay ra quân trang của giới phàm tục. Mặc váy dài màu xanh nhạt. Đôi mày lá liễu, đôi môi anh đào. Trong lòng ôm một con trồn xương thuần chủng, có hơi thẹn quá hóa giận, dứt khoát hạ lệnh, cho chiến đội Tu La giết vào Côn Luân Hư cho rồi. Bảo tôi lấy chồng, trời ơi, trong lòng tôi chỉ có tiểu sư đệ. Liễu Như Khanh đâu còn dáng vẻ của Tu La mặt ngọc. Mà cứ như một cô gái đẹp nóng tính gắt gỏng. Nha hoàn bên cạnh sợ đến bịt tai. Có nha hoàn run rẩy nói, tiểu thư. Tiểu thư đừng nói lung tung. Đúng thế, tiểu thư, nửa tháng sau, là ngày cưới của tiểu thư rồi. Tô công tử là thái tử của đế quốc Thanh Long, tương lai có lẽ có thể trở thành hoàng đế của đế quốc Thanh Long. Nhà họ Liễu chúng ta không đắc tội được đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang sáng vang lên, thái tử đế quốc Thanh Long đến. Một thanh niên trẻ mặc long bào cười đi đến, Như Khanh muội muội, đã lâu không gặp. Tô Lăng Vân. Thái tử đế quốc Thanh Long. 5 năm trước, Liễu Như Khanh từng về Côn Luân Hư một lần. Tô Lăng Vân vừa gặp Liễu Như Khanh đã bị cô ấy thu hút mạnh mẽ. Tô Lăng Vân dùng mọi thủ đoạn gây áp lực với nhà họ Liễu. Vì một cây tuyết liên thiên sơn 300 năm, Liễu Như Khanh bất đắc dĩ từ giới phàm tục quay về. Nhà họ Liễu trực tiếp giam lỏng cô ấy, chấp nhận xính lễ của đế quốc Thanh Long. Liễu Như Khanh tỏ vẻ mắt chê bai, đừng gọi bừa. Tôi không có hứng thú với anh, tôi cũng không thể nào gả cho anh. Đồng tử của Tô Lăng Vân lóe lên tia âm lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, Như Khanh muội muội, tôi là thái tử đế quốc Thanh Long, hoàng đế tương lai. Gả cho tôi có gì không tốt? Tôi thích giới phàm tục. Liễu Như Khanh chẳng vui vẻ gì với anh ta. Được. Tô Lăng Vân nở nụ cười, tôi trực tiếp hạ lệnh. Đại quân đế quốc Thanh Long tiến vào giới phàm tục.
Liễu Như Khanh cười đầy ý sâu xa, vậy sao? Giới phàm tục có đạn hạt nhân đó, các người chịu được không? Vẻ mặt Tô Lăng Vân biến sắc, khụ khụ. Như Khanh muội muội, chúng ta đổi chủ đề đi. Chính vì giới phàm tục có đạn hạt nhân uy hiếp, mới khiến Côn Luân Hư và giới phàm tục giữ được thế cân bằng. Nhìn bộ dạng của Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh càng lúc càng chán. Hừ, mấy lão già đó không quan tâm đến sự sống chết của bọn mình, trong mắt chỉ có sư đệ, bọn mình đều là công cụ hết. Đúng rồi, nếu sư đệ đến, chắc họ sẽ không ngồi yên không quan tâm chứ. Liền sau đó, Liễu Như Khanh đột nhiên lên tiếng, tôi đổi chủ ý rồi, bảo tôi gả cho anh, cũng không phải không được. Tôi có một điều kiện, vào ngày tổ chức hôn lễ, chỉ cần anh có thể mời sư đệ của tôi đến, tôi sẽ gả cho anh. Tô Lăng Vân mỉm cười, nói lời giữ lời. Liễu Như Khanh nghĩ đến Diệp Bắc Minh, liền phì cười, ha ha ha, tiểu sư đệ của tôi, rất nóng tính đấy. Đúng rồi, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh, giới phàm tục chắc không ai là không biết cậu ấy. Anh đi mời cậu ấy đi. Diệp Bắc Minh, ánh mắt Tô Lăng Vân âm lạnh, ghi nhớ cái tên này. Sau khi rời khỏi nhà họ Liễu, lão huyết, cô gái này phù hợp không? Tô Lăng Vân bỗng lên tiếng. Một miếng huyết ngọc ở ngực hắn lóe sáng, truyền ra giọng nói già nua, phù hợp, rất phù hợp. Cô gái này là U Minh Hàn thể bẩm sinh. Đáng tiếc, tôi để lại một thế lực ở giới phàm tục, tên là Huyết Hồn Điện. Nhưng không lâu trước đây, tôi không liên lạc được với điện chủ huyết hồn nữa. Nếu không, phối hợp với U Minh Hàn thể, công pháp của tôi có thể khiến tôi tái sinh, điện chủ huyết hồn thực sự sẽ trở lại thế gian. Ầm ầm, trong tích tắc, bầu trời nổi lên một luồng huyết quang đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm mạnh. Tô Lăng Vân bảo đảm nói, lão huyết, ông yên tâm, tôi đã cho người điều tra chuyện này rồi. Tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Báo. Đúng lúc này, một thái giám nhanh chóng xông đến, quỳ dưới đất thái tử điện hạ, việc ngài bảo tôi điều tra, đã có tin tức rồi. Mang ra đây. Tô Lăng Vân giơ tay. Thái giám dâng tài liệu trong tay lên. Vừa mở ra xem. Tô Lăng Vân ngẩn người, không thể tin nổi nói, Diệp Bắc Minh, điện huyết hồn là do anh tiêu diệt. Ở một sơn cốc tuyết rơi cả năm sâu trong Côn Luân Hư. Bốn phương tám hướng đều là chướng khí. Không thấy ánh mặt trời. Cho dù là võ giả hàng đầu nhất Côn Luân Hư, cũng không thể đặt chân vào nơi này. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một ngôi sao bắn lướt ngang bầu trời, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc này. Soạt, 99 bóng hình lập tức phút bay lên trời, đứng giữa không trung, kinh hãi nhìn bầu trời, đây là đế tinh giáng xuống ư? Cả sơn cốc tĩnh lặng. Sau đó, 99 bóng hình phát ra tiếng cười như sói hú. Ha ha ha, chúng ta đã đợi 23 năm rồi. Đế tinh, ha ha ha, cuối cùng đế tinh đã giáng xuống Côn Luân Hư rồi. Vãi, cuối cùng tôi có thể không cần ở lại nơi quỷ quái này nữa rồi. Ha ha ha, tên nhóc đó đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi còn cho rằng ít nhất phải mấy chục năm nữa, cậu ta mới có thể làm được tất cả đấy. Đế tinh giáng xuống, phong ấn sắp được giải trừ, chúng ta có thể xuống núi rồi. Ha ha ha. Khoảnh khắc đế tinh lướt ngang bầu trời Côn Luân Hư. Rất nhiều người trong đế quốc, tông môn của Côn Luân Hư đều ngẩng nhìn lên bầu trời. Đế tinh giáng xuống. Suýt. Rất nhiều cường giả hít khí lạnh, đôi mắt lóe lên, Côn Luân Hư tĩnh mịch êm đềm bao nhiêu năm, hàng trăm ngàn năm chưa từng thay đổi, nay sắp phá vỡ cân bằng rồi ư. Liền sau đó, ở vị trí đế tinh giáng xuống, một ngôi đế tinh mới khác dần dần nhô lên. Rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt, một yêu nghiệt hàng đầu sắp ra đời rồi. Ây! Rất nhiều ông lão thở dài, Côn Luân Hư lại sắp đón một trận gió tanh mưa máu rồi. Rốt cuộc là ai, có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của Côn Luân Hư đây? Bất luận phải trả cái giá lớn thế nào, nhất định phải tìm ra người này. Cùng lúc đó, giới phàm tục xảy ra trận động đất khủng bố. Toàn cầu đều chấn rung, trái đất đang rung chuyển. Kéo dài đến mấy phút. Rất nhiều núi lớn sụp đổ. Vệ tinh giám sát của các nước kinh ngạc phát hiện Côn Luân Hư nứt ra một cái miệng lỗ. Lúc này, vô số võ giả từ thành võ đế nhìn về hướng Côn Luân Hư. Chỉ thấy một đường long khí màu vàng vút thẳng lên tầng mây. Lúc này, tất cả võ giả thành võ đế đều ngẩn người.
sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Trên đường về Vạn Bảo Lâu, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt nghiêm lại, long mạch của Long Quốc bị hở ư. Vừa về đến cổng lớn Vạn Bảo Lâu, một nhóm gương mặt quen thuộc đã đợi anh từ lâu. Đám người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, thư ký Tiền. Lo lắng đi đi lại lại trước cổng Vạn Bảo Lâu. Không chỉ bọn họ, còn có một vài gương mặt quen thuộc. Có đến 3.000 người, một luồng sát khí ập đến. Chính là các tướng sĩ của đội Thiên Cơ. Long Soái. Đoạn Nha nhìn thấy Diệp Bắc Minh đầu tiên. Anh ta mau chóng xông lên, tham kiến Long Soái. Long Soái đến rồi. Thạch Lỗi cũng phản ứng lại. Một luồng gió mạnh thổi qua, anh ta đã đứng thẳng người trước Diệp Bắc Minh, hơn nữa còn thực hiện lễ chào trong quân đội. Toàn thể tướng sĩ đội Thiên Cơ, tham kiến Long Soái. Mọi người phản ứng lại. Tất cả hướng mặt về Diệp Bắc Minh. Trên khuôn mặt tất cả tướng sĩ, đều thể hiện ý sùng bái. Hơn một tháng nay, câu chuyện của Diệp Bắc Minh không ngừng truyền đến tai của họ, đúng là giống như thần thoại. Quá kinh người. Hơn một tháng, thực lực của tướng sĩ đội Thiên Cơ tăng lên rất khủng bố. Đa số đều đã tiến vào cảnh giới võ linh, có người đột phá đến võ vương. Còn có một bộ phận nhỏ đã là võ hoàng. Đủ để chứng minh thiên phú của tướng sĩ đội Thiên Cơ không hề kém. Chỉ là tài nguyên võ đạo không đủ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, các tướng sĩ, đã lâu không gặp. Mấy người thư ký Tiền, Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành đi lên, vẻ mặt nghiêm trọng, Long Soái, xảy ra chuyện rồi. Liên quan đến Long Mạch phải không? Diệp Bắc Minh nói. Ba người quay sang nhìn nhau. Sau đó nghiêm trọng gật đầu. Diệp Bắc Minh nói, vào Vạn Bảo Lâu rồi nói. Trong một căn mật thất của Vạn Bảo Lâu. Thư ký Tiền mau chóng nói, Long Soái, tôi nói ngắn gọn thôi, Long Mạch dưới chân Côn Luân Hư xảy ra chuyện rồi. Sau trận động đất vừa nãy, tin tức mới nhất được truyền về. Ngọn núi ẩn chứa Long Mạch bị nổ tung, rất nhiều Long khí lọt ra ngoài. Nếu không nghĩ cách chặn lại, sợ rằng khí vận của Long Quốc từ nay sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn dĩ chuyện này sớm đã có hiện tượng, chỉ là không ngờ, biến cố lại đến nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh cau mày, sớm đã có hiện tượng. Đúng thế. Diệp Lăng Tiêu gật đầu, tôi đến thành Võ Đế, chính là để điều tra sâu hơn về biến cố Long Mạch. Chỉ là không ngờ, lại bất ngờ chứng kiến gia tộc người canh gỡ bị tiêu diệt. Sau khi nói xong, ông ta còn nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh. Thư ký Tiền còn lấy ra mấy chục bức ảnh. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem qua. Có hình ảnh vệ tinh. Cũng có hình ảnh xu hướng của ngọn núi. Còn có một vài bức ảnh bộ phận núi Côn Luân. Đặc biệt là trên hình ảnh vệ tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng, một dãy núi hình rồng vòng bao quanh núi Côn Luân. Phía tây từ Côn Luân, đến vùng đất Long Quốc phía đông. Khí thế hào hùng. Quốc vận hàng ngàn năm, gắn liền với nhau. Thư ký Tiền lại lấy ra một bức ảnh, chỉ vào một chỗ, Long Soái, chỗ này xảy ra vấn đề. Diệp Bắc Minh nhìn qua. Dựa theo cách quy đổi tỷ lệ, ở vị trí bảy tấc Long Mạch lại nứt ra một cái miệng lỗ. Chân Long vốn có dáng thế bay lên, bỗng bị chém đứt. Tất cả khí vận bị bóp nghẹt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng kinh ngạc, cậu nhóc, Long Mạch này đứt đoạn khá hiểm đấy. Sẽ có hậu quả gì? Diệp Bắc Minh hỏi lại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, chỗ bị đứt lìa, tương đương với một đao chém đứt đầu rồng, xương rồng, gân rồng, mạch rồng. Cậu nói xem sẽ có hậu quả gì? Ông ta tự hỏi tự trả lời, nhẹ thì quốc vận giảm sút, thiên tai liên miên. Nặng thì, diệt vong. Suýt. Diệp Bắc Minh hít khí lạnh. Chán không khỏi toát mồ hôi, có cách cứu vãn không? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm xuống, việc này không dễ nói, bức ảnh không nhìn ra được gì, phải đến tận nơi xem mới biết được. Diệp Bắc Minh đứng lên, sự việc không thể chậm trễ, đi thôi. Sau khi anh bàn giao vài việc của Vạn Bảo Lâu, rồi trực tiếp xuất phát. Diệp Bắc Minh dẫn theo tướng sĩ đội Thiên Cơ, máy bay đáp xuống dưới chân núi Côn Luân. Hơn trăm chiếc xe bọc thép đã được chuẩn bị sẵn sàng, đám người Diệp Bắc Minh trực tiếp lên xe. Chạy thẳng đến chỗ Long Mạch đứt đoạn. Một tiếng sau đã đến hiện trường. Khắp chỗ dưới mặt đất phía trước đều là thi thể của tướng sĩ Long Quốc. Mùi máu tanh nồng nặc truyền đến. Chuyện này, là sao? Vẻ mặt thư ký Tiền biến sắc, ai dám giết hộ vệ canh giữ Long Mạch?
Diệp Bắc Minh bước ra một bước, sau khi kiểm tra, sắc mặt âm trầm, tất cả đều bị giết chỉ bằng một đòn tấn công, không phải người bình thường làm. Có võ giả cường mạnh đã đến nơi này. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn về hướng Long Mạch. Cái gì? Vẻ mặt mọi người đều biến sắc. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, nhìn sai giày chắc chắn không phải người Long Quốc. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, lên núi. Vừa đi được mười mấy phút. Bên tai vang lên tiếng khóc, hu hu hu, ông nội, ông không được chết. Một ông lão nằm trên nền đất tuyết bên đường. Một cô gái ngồi quỳ bên cạnh, không ngừng rung lắc cơ thể của ông lão. Trên lồng ngực của ông lão có một vết thương đáng sợ, quần áo rách tơi tả, toàn thân đầm đìa máu tươi. Vừa nhìn là biết bị thương nặng. Vân Chi Lan. Diệp Lăng Tiêu chấn kinh. Thư ký Tiền hít khí lạnh, suýt, đúng là kiếm thánh Vân Chi Lan thật, có chuyện gì vậy? Sao ông ấy lại bị thương? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, bước vội đến trước người Vân Chi Lan. Một bóng người xuất hiện đột ngột khiến Vân Kiếm Bình sợ giật mình. Soạt, cô ta rút ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Choang, Diệp Bắc Minh tiện tay nắm lấy lưỡi kiếm. Vân Kiếm Bình kinh ngạc, mới nhận ra Diệp Bắc Minh, là anh. Buông thanh trường kiếm. Vân Chi Lan bị làm sao vậy? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay cứu người. Cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của Vân Chi Lan. Tình trạng của ông ta rất tồi tệ, kinh mạch vỡ nứt, xương cốt toàn thân gần như gãy hết. Vết thương khủng bố trên lồng ngực, đã chém gãy xương sườn. Có thể sống đến bây giờ, đều nhờ vào cảnh giới khủng bố của Vân Chi Lan. Nếu là võ giả bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Vân Kiếm Bình khóc thút thít, sau khi xảy ra động đất, ông nội nói long mạch gì đó gặp biến cố, lo sợ xảy ra chuyện, bèn trực tiếp chạy đến nơi này. Không ngờ gặp phải một đám người ngoại quốc, thực lực của bọn họ rất khủng bố. Ông nội muốn ngăn cản bọn họ tiến vào phạm vi long mạch, kết quả bị bọn họ liên thủ đánh thương nặng, khó khăn lắm mới dẫn tôi tháo chạy được. Người ngoại quốc, khuôn mặt của thư ký Tiền tối sầm, đáng chết, nhất định là võ giả của nước khác phát hiện long mạch của Long Quốc xảy ra chuyện, cố tình đến phá hỏng. Những năm nay Long Quốc khởi dậy với tốc độ quá nhanh, bọn họ ghen tị cũng bình thường, Diệp Cấm Thành cau mày. Hỏng rồi, bọn họ đâu? Vẻ mặt Diệp Lăng Tiêu biến sắc, nhìn chằm chằm Vân Kiếm Bình. Vân Kiếm Bình chỉ về một hướng, đi về phía bên đó rồi. Mau, mau đi ngăn chặn bọn họ. Diệp Lăng Tiêu kinh hãi. Một khi Long Mạch bị phá hỏng hoàn toàn, Long Quốc sẽ gặp nguy. Lúc này, Vân Chi Lan đã tỉnh lại, sau khi ông ta nhìn thấy đám người Diệp Bắc Minh, cũng rất kích động, khụ khụ khụ, mau, mau đến Long Mạch. Vân Tiền Bối, ông không cần lo lắng, việc tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Diệp Bắc Minh ném lại mấy viên đan dược, số đan dược này có thể giúp ông nội cô hồi phục. Chúng ta đi. Nói xong, anh lập tức dẫn đầu đi về hướng Long Mạch. Vân Kiếm Bình tóm lấy đan dược bằng ngón tay thon nhỏ, cả người ngẩn ngơ nhìn bóng hình Diệp Bắc Minh rời đi. Vân Chi Lan hít khí lạnh, suýt, đan dược địa phẩm, là đan dược địa phẩm. Nhìn Vân đan mới tinh trên bề mặt. Hình như là mới luyện chế không lâu. Chẳng lẽ, suýt. Rồi ông ta lại hít khí lạnh, cậu nhóc này không những y thuật võ đạo vô song, mẹ kiếp, còn là tông sư đan đạo ư. Vãi. Vân Chi Lan hoàn toàn chấn kinh. Vân Kiếm Bình lý nhí nói, ông nội, anh ta có thể cứu được Long Mạch không? Nếu cậu ta còn không cứu được, thì Long Quốc xong đời rồi, Vân Chi Lan lắc đầu. Liền sau đó. Đôi mắt già nua kiên định hẳn lên, cậu ta, đúng là yêu quái, có cậu ta, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Ở chỗ long mạch đứt đoạn, mấy trăm võ giả canh gác ở nơi này, khắp chỗ trên mặt đất đều là thi thể. Có cả người Long Quốc và người ngoại quốc, nhưng đa số là người Long Quốc. Phong Cửu U, bố con Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương. Các cao thủ của gia tộc cổ võ, gia tộc ẩn thế đều có mặt ở hiện trường. Có mấy chục khuôn mặt ngoại quốc đứng đối diện bọn họ. Phía sau là lỗ khuyết của Long Mạch. Phong Cửu U bị đám người bao vây tấn công, đã bị thương nặng. Các võ giả khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Tất cả đều bị thương. Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên. Tay cầm một thanh trường kiếm, cắn răng chặn phía trước, trong đôi mắt ông ta đầy tia máu, gào thét nói, nơi này là Long Quốc,
các người xông vào đã là vi phạm điều ước quốc tế giữa võ giả. Xoạt, xoạt, chém ra hai đường kiếm khí. Lại dễ dàng bị hóa giải. Ha ha ha, tất cả võ giả ngoại quốc phía đối diện đều phá lên cười, giống như đang xem một thằng hề. Lục Lâm Thiên vẫn gào thét, ai dám tiến lên một bước, chết. Tiếng cười càng lớn hơn. Lục Lâm Thiên càng gào thét, đám người này cười càng sung sướng. Ha ha ha, tên này bị ngu phải không? Cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy tắc thế giới. Còn điều ước quốc tế, ông là trẻ con hả? Điều ước quốc tế là do chúng tôi định ra, còn người Long Quốc các ông chỉ cần tuân thủ là được. Bây giờ chúng tôi muốn hủy điều ước quốc tế, cũng chỉ cần một câu nói, hiểu không? Đám võ giả ngoại quốc cười đầy xấu xa. Đùa cợt, hài hước, chế nhạo, muốn chết hả? Lục Lâm Thiên nổi giận, phát ra một tiếng gào, tung một kiếm tới. Đột nhiên, một bóng hình quỷ dị xuất hiện, hai tay chống xuống đất. Hai chân giơ lên trời, đứng ngược trên mặt đất. Người treo ngược, xếp thứ 42 bảng xếp hạng ngầm. Hai chân hắn xoay tròn, đạp mạnh trong không khí. Rắc rắc một tiếng vang lên, Lục Lâm Thiên cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ ra. Ông ta bay đi như chó chết, ngã mạnh xuống đất. Trường kiếm cũng tuột khỏi tay. Bố! Lục Khi Xương kêu thảm một tiếng, xông đến đỡ Lục Lâm Thiên. Phế vật, ngay cả kiếm cũng không cầm chắc được, mà cũng đòi ngăn cản bọn tao. Người treo ngược cười dữ tợn một tiếng, các người còn tự xưng là truyền nhân của rồng. Tao thấy dứt khoát gọi là truyền nhân của sâu cho rồi. Ha ha ha! Chết cười mất! Long Quốc vẫn luôn tự cho mình là nước lớn, không ngờ lại không chịu nổi một đòn. Đám võ giả ngoại quốc khác đều hùa theo chế nhạo. Vãi! Một thanh niên trẻ quát lên, nhiệt huyết sôi trào, tao là Quách Kinh Phi, vì Long Quốc, tao không sợ chết. Quách Kinh Phi xông ra, tay cầm một thanh bảo kiếm, chém ra một đường kiếm khí mười mấy trượng. Đồ phế vật như sâu trùng, cũng dám lỗ mãng trước mặt bọn tao. Người treo ngược lạnh lùng cười, giơ chân đánh bay kiếm khí ập đến. Phập! Quách Kinh Phi còn không kịp kêu thảm, lồng ngực đã xuất hiện một cái lỗ đáng sợ, chết ngay tại chỗ. Giết! Thề chết bảo vệ Long Mạch! Tâm huyết của người Long Quốc không thể diệt. Lại có mấy thanh niên xông ra, nhiệt huyết sôi sục, không hề sợ chết. Sắc mặt người treo ngược trầm xuống, lạnh lùng nói, một đám sâu trùng, đúng là phiền chết đi được, chết hết cho tao. Phụt! Hắn giơ chân đạp ra một cái, sóng khí khủng bố cuồn cuộn. Mấy thanh niên xông lên lập tức nổ tung, hóa thành xương máu. Trời ơi, đám người này làm sao vậy, thực sự cứng đầu thế sao? Kha kha kha! Một cô gái diêm dúa che miệng cười thầm, vô cùng hài hước. Nữ hoàng nhện, đứng thứ 43 bảng xếp hạng ngầm. Cô gái này có thân hình rất bốc lửa, trừ những chỗ quan trọng cần che, thì làn da trắng như tuyết lộ ra hoàn toàn. Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi. Nhưng, không một võ giả nào dám đến gần người phụ nữ này. Cao thủ chết dưới tay cô ta nhiều không kể xiết. Khi nhện giao phối, bình thường sẽ ăn cơ thể của con đực để duy trì năng lượng. Lên giường của nữ hoàng nhện, gần như bị cô ta hút khô. Ha 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 ha, kịch hay bắt đầu rồi. Để tôi đến săn giết các người. Một võ giả ăn mặc như tên hề tuét miệng cười nói. Tên hề rách, đứng thứ 41 bảng xếp hạng ngầm. Tiếng xấu nổi danh trên bảng xếp hạng ngầm, cao thủ bảng xếp hạng ngầm cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này. Bởi vì hắn quả thật quá biến thái. Thủ đoạn độc ác gì cũng dùng. Người treo ngược ánh mắt lạnh lùng, nhắm chuẩn vào bố con Lục Lâm Thiên và Lục Khi Xương, trước tiên bắt đầu từ ông đi. Vèo! Hai tay hắn nhanh chóng di chuyển, giống như một con bọ cạp dương đuôi lên, đánh về phía hai người. Khí tức tử vong tràn ngập. Lục Khi Xương nhắm mắt lại, sống chết bảo vệ Lục Lâm Thiên, giọng nói tuyệt vọng, bố. Lục Lâm Thiên gào thét, Khi Xương, đừng sợ. Nhà họ Lục không có phế vật, càng không có người sợ chết. Không sợ chết, vậy các người xuống địa ngục đi, người treo ngược điên cuồng hét lớn, quả thật giống như tên thần kinh. Điên cuồng, tàn sát, chết, các loại khí tức đập vào mặt. Ngay vào khoảnh khắc người treo ngược muốn giết bố con nhà họ Lục. Vèo, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi,
thậm chí mọi người còn không nhìn rõ người này làm sao xuất hiện. Diệp Bắc Minh xuất hiện, hai tay túm chân người treo ngược, lạnh băng nói, mày thích dựng ngược sao? Mày là ai? Người treo ngược kinh hoàng, còn người có rút kịch liệt. Người này xuất hiện quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ, người Long Quốc. Người treo ngược ngẩn ngơ. Giây tiếp theo. Bụp bụp. Diệp Bắc Minh túm cổ chân người treo ngược, hai tay dùng sức xé. A! À, người treo ngược phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Hắn giống như một con châu chấu, bị Diệp Bắc Minh xé thành hai nửa. Rít! Những võ giả ngoại quốc khác trong nháy mắt run rẩy, da đầu tê dại, thiếu chút nữa bị dọa chết. Nhóc con, mày là ai? Tên hề rách tràn đầy khí tức cuồng bạo. Tay hắn cầm hai cây dao cong, dâng trào khí thế khủng khiếp, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Tên hề đúng không, săn giết người Long Quốc hả? Con mẹ nó tao cho mày săn giết. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Lửa giận trong lòng ngút trời. Hắn nổi lên một luồng gió tanh khủng khiếp, xuất hiện bên cạnh tên hề rách. Một tiếng, keng, vang lên, tên hề rách bị đụng bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lại. Dùng sức gập. Một tiếng, răng rắc, giòn giã, cánh tay của tên hề rách gãy ngay tại chỗ. Xương đâm thủng máu thịt, lộ ra ngoài không khí. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng liên tục. Tứ chi của tên hề rách bị Diệp Bắc Minh đánh gãy, xương đâm thủng máu thịt. A! À, tên hề rách phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Diệp Bắc Minh ném hắn trên đất như chó chết, thích làm tên hề thì cả đời làm hề đi. Nhấc chân, đạp về phía đầu người này. Dứt khoát, phụt, đầu tên hề rách nổ tung như dưa hấu. Dọa cho những võ giả ngoại quốc không nhịn được hít khí lạnh, toàn thân run rẩy. Người này là ai? Trong nháy mắt giết chết hai cao thủ top 50 bảng xếp hạng ngầm, quả thật kinh khủng. Đột nhiên, có người hoảng sợ hét lớn, Diệp Bắc Minh, hắn là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, trái tim vô số người co thắt. Hóa ra là Diệp Bắc Minh. Đi, những võ giả ngoại quốc này xoay người bỏ chạy. Lục Khi Xương nghe thấy tiếng nói thì mở mắt, cơ thể mềm mại run rẩy. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, kích động phát khóc. Là anh ta, thật sự là anh ta đến thật. Lúc này, Diệp Bắc Minh để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng Lục Khi Xương. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh phất tay, kiếm đoạn long. Thương long chảm. Kiếm khí trào ra, những võ giả ngoại quốc hàng đầu và mấy trăm võ giả chớp mắt hóa thành xương máu. Kiếm khí tung hoàng, giống như chúa tể tàn sát giáng xuống. Những võ giả khác sợ đến ngơ ngác, đứng tại chỗ, không dám chạy. Ba người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, thư ký Tiền dẫn theo đám người đội Thiên Cơ chậm rãi đi tới, bao vây tất cả mọi người. Dưới uy thế khủng khiếp của Diệp Bắc Minh. Một tràng âm thanh quỳ xuống truyền tới, tất cả võ giả ngoại quốc đều quỳ cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên đến Long Quốc, đại nhân cho chúng tôi cơ hội, đời này chúng tôi vĩnh viễn không bước vào Long Quốc một bước. Nữ hoàng nhện cũng quỳ phập xuống một tiếng, đâu còn chút sát khí nào. Cô ta giống như con mèo ngoan ngoãn, chậm rãi bò dưới chân Diệp Bắc Minh, ngoe nguẩy đuôi xin xỏ, dáng vẻ đau buồn động lòng người. Diệp Bắc Minh các hạ, tôi nguyện làm người phụ nữ của anh. Anh xem, tôi có vốn không? Nữ hoàng nhện ưỡn ngực lớn, chủ động nhào vào tay Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh giơ tay túm ngực nữ hoàng nhện. Mọi người cũng ngây ra. Chẳng lẽ, Diệp Bắc Minh thật sự cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này? Mắt đẹp của nữ hoàng nhện vui sướng, quả nhiên mà, không ai có thể chống đỡ được sắc đẹp của bà đây. Phốc! Điều khiến nữ hoàng nhện khiếp sợ chính là bề ngoài bàn tay của Diệp Bắc Minh hiện lên một tầng huyết mang màu đỏ. Hóa thành một cái móng vuốt rồng đâm xuyên ngực cô ta, bóp vỡ tim cô ta. Anh! Nữ hoàng nhện hoảng sợ ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Diệp Bắc Minh, trong con ngươi xinh đẹp đều là khiếp sợ. Giống như cô ta đang hỏi, tôi không đẹp sao? Tại sao giết tôi? Con ngươi mất đi ánh sáng. Diệp Bắc Minh xuất hiện chưa tới 3 phút. Ba cao thủ cấp cao top 50 bảng xếp hạng ngầm là người treo ngược, tên hề rách và nữ hoàng nhện đều bỏ mạng. Những võ giả ngoại quốc đều nuốt nước miếng.
da đầu tê dại. Diệp Lăng Tiêu và thư ký Tiền đi tới, Long Soái, những người này làm thế nào? Diệp Bắc Minh lập tức hạ lệnh, chém đầu trước dân chúng, treo đầu ở đây để cảnh cáo. Rõ. Cơ thể tất cả mọi người không kìm được run rẩy. Cộp cộp cộp. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, theo đó là giọng nói vô cùng uy nghiêm, Diệp Bắc Minh, cậu giết võ giả phương Tây đã hỏi qua đứng đầu chúng thần phương Tây tôi chưa? Đứng đầu chúng thần? Chẳng lẽ là... Đám võ giả ngoại quốc kia quay đầu nhìn. Một đám đàn ông phương Tây cởi trần, cơ bắp giống như nham thạch đi tới. Không nhìn không biết. Vừa nhìn toàn thân suýt chút nữa bị hù chết, đây là, điều này sao có thể? A, à, thần vương rớt. Đại thiên sứ Gabriel. Minh vương Hades. Bọn họ, sao bọn họ đến đây? Đám người phương Tây hét lớn. Một khắc sau. Ha 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 ha. Tốt quá, chúng ta sẽ không chết. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày chết chắc rồi. Thần chủ đại nhân của bọn tao đến rồi. Trong phút chốc, nỗi tuyệt vọng trên mặt tất cả võ giả phương Tây biến mất, hóa thành kích động, run rẩy, cười như điên. Niềm vui bất ngờ. Con mẹ nó quá vui sướng. Người đàn ông già nua cầm đầu là đệ nhất giới phương Tây. Đứng đầu chúng thần, rớt. Võ đế sơ kỳ, đứng thứ nhất bảng xếp hạng ngầm. Cậu thanh niên bên cạnh rớt, vua đại thiên sứ, Gabriel. Võ đế sơ kỳ, đứng thứ hai bảng xếp hạng ngầm. Còn một người đàn ông toàn thân hắc khí, giống như thần chết. Hắn có biệt hiệu, Minh Vương, thần của sát thần, Hades. Võ đế sơ kỳ, đứng thứ ba bảng xếp hạng ngầm. Ba người này sức chiến đấu đứng đầu giới phương Tây. Đã đạt đến cảnh giới võ đế. Chẳng trách. Không chỉ ba người này, còn có vô số võ giả phương Tây đi tới. Hoa địa ngục, cô Ophini. Hoàng đế Long Kỵ William III của Ưng Quốc. Còn có đại đế Della Hùng Quốc, vua xét xử Lang Quốc. Võ giả phương Tây ngoài kích động ra thì còn cảm thấy sốc nhiều hơn. Con mẹ nó quá sốc. Hoa địa ngục, đứng thứ 6 bảng xếp hạng ngầm. Hoàng đế Long Kỵ William III, đứng thứ 8 bảng xếp hạng ngầm. Đại đế Della, đứng thứ 5 bảng xếp hạng ngầm. Vua xét xử, đứng thứ 4 bảng xếp hạng ngầm. Ngoài bọn họ ra còn có 20 mấy cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng ngầm. Sấp xỉ gần 30 người. Top 50 bảng xếp hạng ngầm, Á Châu chiếm 20 người. Phương Tây chiếm 30 người. Lần này, cao thủ phương Tây trên bảng xếp hạng ngầm gần như đánh ra toàn bộ. Ba võ đế, cộng thêm hơn 30 cao thủ võ thánh đỉnh phong tập trung dưới núi Côn Luân. Rít. Toàn thân Diệp Lăng Tiêu hoảng sợ run rẩy, dù ông ta từng là quân thần Long Quốc, ở trước mặt hàng triệu đại quân mặt không đổi sắc. Giờ phút này cũng sợ ngây người. Con người thư ký Tiền co rút kịch liệt, các người, sao các người có thể tiến vào Long Quốc? Rất cười lạnh, chúng tôi muốn đi đâu thì đi thôi, có gì không thể. Lần này xong rồi. Gương mặt già nua của Diệp Lăng Tiêu trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau. Anh cả. Diệp Cấm Thành đỡ Diệp Lăng Tiêu. Ông ta cảm nhận được cơ thể của anh cả đang run rẩy. Đây chính là top 30 bảng xếp hạng ngầm đó. Là khái niệm gì? 30 người có thực lực võ đạo kinh khủng nhất trên địa cầu. Giọng nói của rất giống như thiên thần hạ phàm truyền tới, Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập núi chúng thần, tôi lấy danh nghĩa thần của chúng thần phong cậu là Long Thần. Từ nay về sau, Long Quốc được che chở bởi núi chúng thần. Long mạch của Long Quốc có phần của cậu. Thứ hai, chúng tôi lập tức giết cậu, sau đó chia cắt Long mạch của Long Quốc. Tự cậu chọn đi. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người Phong Cửu U, Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Thư Ký Tiền, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương mặt xám như cho tàn. Những võ giả Long Quốc khác nội tâm cũng tuyệt vọng, trong mắt đều là tia máu. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Dù Diệp Bắc Minh chọn cái nào, họ cũng xong đời. Long Quốc cũng. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười ác độc, Long Đế, ông vẫn còn ở đó chứ. Tĩnh mịch, cả vùng tĩnh mịch. Một lát sau, giọng nói Long Đế truyền tới, nhóc con, cậu thông minh đấy. Không sai, tôi đã lưu lại một luồng tàn hồn cuối cùng trên người cậu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, 3 phút tiếp theo, cơ thể tôi giao cho ông. Tôi chỉ có một yêu cầu, giết sạch bọn họ. 3 phút, ha ha, đủ.
Long đế cười lạnh, nhưng cậu phải tìm tàn hồn còn lại của tôi. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, đồng ý. Bù. Giây tiếp theo. Từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí kinh thiên động địa. Trong phút chốc toàn bộ dưới chân Côn Luân cuồng phong nổi loạn, giết chóc điên cuồng. Một đường hư ảnh huyết long khủng khiếp lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh mới là thần duy nhất trên toàn thế giới, ở trước mặt Long Đế, đám người phàm chúng mày cũng dám xưng là thần. Lời vừa dứt, quang mang màu máu nở rộ, một tiếng vang rồng ngâm vang khắp núi Côn Luân. Huyết quang kinh người tăng vọt, giống như sóng thần, thiếu chút nữa lóa mù mắt tất cả mọi người. Tất cả khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy sau lưng Diệp Bắc Minh xuất hiện một con huyết long dữ tợn. Cực kỳ khiếp người. Chư vị cường giả phương Tây trên bảng xếp hạng ngầm chỉ có một cảm giác. Người đàn ông Long Quốc trước mắt không phải người, anh mới là thần chân chính. Đám người rớt, Gabriel, Minh Vương mặc dù được gọi là thần. Trên thực tế chỉ là thực lực mạnh hơn loại người một chút thôi. Lúc này Diệp Bắc Minh giống như một thần linh chân chính hạ phàm. Chư vị cường giả phương Tây có một loại kích động muốn quỳ dập đầu xuống đất. Rớt, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giọng nói lạnh băng giống như thần linh truyền tới, khiến cơ thể tất cả võ giả dưới núi Côn Luân run rẩy kịch liệt. Con người của rớt võ giả đệ nhất bảng xếp hạng ngầm co lại. Giống như bị người ta hút cạn linh hồn. Mày thật to gan. Khóe miệng rớt co rút, trong con người tràn đầy tia máu, ông ta tức giận gầm thét, tao là người đứng đầu chúng thần, Diệp Bắc Minh mày là cái thá gì? Một con kiến nhỏ nhoi mà cũng dám nói chuyện với tao như vậy. Bổn thần vương ban cho mày cái chết. Lôi tới. Rớt gầm thét, giơ tay túm về không khí. Bầu trời sấm chớp rền vang, giống như tận thế sắp đến. Ông ta túm một đường sấm sét từ không trung, trực tiếp bổ về phía Diệp Bắc Minh. Con người Diệp Bắc Minh lạnh như băng, trong nháy mắt sấm sét rơi xuống, toàn bộ chân núi Côn Luân được chiếu sáng. Loẹt xoẹt. Hai tay Diệp Bắc Minh kéo một cái, mạnh mẽ xé đường sấm sét. Bước ra. Đứng bên cạnh rớt, huyết quang toàn thân đang cháy bừng bừng như hỏa diệp. Giơ tay đầy tùy ý, túm về phía rớt. Mày. Rớt cảm thấy toàn thân cứng ngắc, bị khí thế của Diệp Bắc Minh trấn áp. Hơn nữa, trong lòng ông ta nảy sinh một chút sợ hãi. Đáng chết, không thể tha thứ. Trong lòng rớt gào thét, thẹn quá thành giận. Ông ta thân là cường giả đứng đầu giới thế tục, sao có thể sợ hãi? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, túm được bả vai của rớt. Sức mạnh cực đại ép cho rớt không thể động đậy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, Diệp Bắc Minh túm một tay của rớt. Xoẹt. Âm thanh máu thịt bị xé rách truyền tới, một cánh tay của rớt bị xé toạc. Máu tươi đầm đìa. Hình ảnh kinh khủng. Rít. Đám người Gabriel, Minh Vương, Hoa Địa Ngục hít một hơi khí lạnh, cảm giác da đầu tê dại. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác như nằm mơ. Con mẹ nó là rớt đó. Người đứng đầu giới phương Tây, vậy mà lại bị một cậu thanh niên Long Quốc xé toạc một cánh tay. Sao có thể? Đám người phương Tây kinh hãi hô lên. Diệp Lăng Tiêu cũng sợ hãi khi nhìn thấy tất cả, cái này, rốt cuộc Diệp Bắc Minh có cảnh giới gì? Thư ký Tiền nuốt nước miếng, mẹ kiếp, Long Soái đây là muốn nghịch thiên. Anh cả, tên nhóc này là quái vật. Diệp Cấm Thành gần như sợ đến ngơ ngác. Đám người Phong Cửu U, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Sương, còn có cả các võ giả Long Quốc, từng người giống như hóa đá tại chỗ. Giọng nói lạnh băng truyền tới, tao bảo mày quỳ xuống nhận lấy cái chết, vì sao mày không quỳ? Chết đi. Rớt cố nén cơn đau. Cánh tay đốt cháy máu tươi còn lại một quyền đánh về phía tim Diệp Bắc Minh. Bốp. Diệp Bắc Minh tùy ý giơ tay lên, túm lấy quả đấm của rớt. Răng rắc. Quả đấm của rớt bị anh trực tiếp bóp nát, hóa thành xương máu. Mày rất thích nói người khác là kiến hôi. Vậy để tao cho mày coi ai mới là kiến. Diệp Bắc Minh điên cuồng cười. Giơ tay lên túm bả vai rớt. Phập. Hai tay dùng sức tách ra, người đứng đầu chúng thần phương Tây, đệ nhất bảng xếp hạng ngầm rất bị anh xé thành hai nửa. Chúng thần phương Tây bị dọa sợ ngơ ngác. Toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn tất cả, nỗi sợ hãi vô tận tấn công tới. Phắc! Các cường giả bảng xếp hạng ngầm của phương Tây hét lớn, da đầu tê dại, cả người run rẩy. Đây chính là rớt đó.
cứ như vậy bị Diệp Bắc Minh xé. Đám người Diệp Lăng Tiêu và thư ký Tiền đã sớm bị dọa đứng ngây ngốc tại chỗ, giống như nằm mơ vậy. Rất cứ chết như vậy. Soạt. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, trong con người đều là sát ý lạnh băng, sức mạnh thần hồn không ổn, già rồi. Giết một võ đế nhỏ nhoi lại tốn của tôi 10 giây. Mẹ kiếp. Mọi người có một kích động muốn hộc máu. Đây chính là rớt đó. Anh mất 10 giây xé sống ông ta, còn mẹ nó đây có còn là người nữa không? Vèo. Khi mọi người ở đây còn ngây người, Diệp Bắc Minh ra tay. Anh giống như quỷ xuất hiện trước mặt đại thiên sứ Gabriel, một quyền đập xuống. Mày. Sắc mặt Gabriel trắng bệch, tức giận phản kháng, cút. Bùm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù cuộn trào. Đến khi bụi mù biến mất, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Gabriel đã không còn thấy bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tĩnh mịch. Toàn bộ dưới chân núi Côn Luân rơi vào tĩnh mịch. Mọi người sợ đến mức da đầu sắp nổ tung, tim vỡ vụn. Con mẹ nó quá kinh khủng. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh lại một lần nữa ra tay, một quyền đánh về phía Minh Vương Hades. No, 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 no. Minh Vương Hades đứng thứ ba bảng xếp hạng ngầm ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, xoay người chạy thoát thân, nhưng trong nháy mắt bị đánh thành xương máu. Chạy, chạy mau. Có người gào thét một tiếng, xoay người chạy. Những cường giả phương Tây này điên cuồng bỏ chạy theo bốn phương tám hướng. Diệp Bắc Minh bay lên trời, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một người phụ nữ phương Tây. Một cước hung hãn đạp xuống. Da thịt trắng nõn trong nháy mắt nổ tung, cơ thể của cô ta giống như một ngôi sao đập xuống mặt đất. Bùm! Máu thịt tung tóe. Hoa địa ngục, đứng thứ sáu bảng xếp hạng ngầm, chết. Trời ơi! Diệp Lăng Tiêu há hốc miệng, cơ thể run rẩy không thể khống chế. Diệp Cấm Thành hoàn toàn hóa đá, đồng tử phản chiếu hình ảnh Diệp Bắc Minh bóp nát cổ họng William III, cường giả đứng thứ 8 bảng xếp hạng ngầm. A, à, đại đế Dela của Hùng Quốc kêu thảm, bị Diệp Bắc Minh một cước đạp bay ra ngoài. Như chó chết đập trên tảng đá, hóa thành xương máu. Vua Xét Xử kinh hãi hít khí lạnh, lùi về phía sau, hoảng sợ hét, Diệp Bắc Minh, chờ chút. Chờ chút đã. Bây giờ cậu là đệ nhất thế giới, toàn bộ giới võ đạo do mình cậu định đoạt. Tôi đảm bảo, bắt đầu từ bây giờ, võ giả phương Tây vĩnh viễn không bao giờ đặt chân vào Long. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, om sòm. Giơ tay bộc phát ra huyết quang, ngưng tụ thành Long chảo túm lấy Vua Xét Xử vào tay. Bùm! Bóp nát đầu. Tiện tay vứt thi thể Vua Xét Xử, đuổi giết những võ giả phương Tây khác. Lúc này Diệp Bắc Minh giống như cỗ máy giết người. Long đế đốt cháy sức mạnh tàn hồn, làm sao những người này có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người đều bị đánh gục. Không còn một mống. Giọng nói của Long đế truyền tới, lại dùng mất 90 giây. Diệp Bắc Minh, tôi già rồi. Nếu như ở trạng thái đỉnh phong, đám ca tạp này bổn đế dùng chưa đến một cái hít thở cũng có thể giết trong nháy mắt. Nghe thấy giọng nói của Long đế. Toàn thân Diệp Bắc Minh kích động run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Anh giao cơ thể cho Long Đế khống chế, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự sung sướng khi chiến đấu. Long Đế, ông quả thật khủng khiếp. Diệp Bắc Minh nói. Ha 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 ha. Long Đế cười lớn, tôi tặng cậu thêm một phần quà lớn. Vù. Đột nhiên, máu tươi của đám người rất bay lên không, hóa thành cả vùng xương máu. Lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, không cùng xiềng xích Diệp Bắc Minh võ tông đánh ra trong nháy mắt được thông suốt. Tiến vào võ tông trung kỳ. Mắt anh sáng lên, cảm ơn Long Đế. Long Đế cười ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Tôi còn có rất nhiều phép thần thông, chỉ cần cậu đồng ý bái tôi làm thầy, tôi truyền tất cả cho cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi. Được. Long Đế có chút thất vọng, Diệp Bắc Minh. Đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Khí tức của Long Đế hoàn toàn biến mất trong cơ thể của anh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, luồng tàn hồn ông ta để lại đã bị chôn vùi. Diệp Bắc Minh gật đầu, Long Đế này cũng rất phù hợp khẩu vị của tôi, nếu như đi Côn Luân Hư, nhất định sẽ cứu được tàn hồn còn lại của ông ta. Chậm rãi quay đầu. Trong đám người tĩnh mịch, tất cả mọi người vẫn giữ động tác khiếp sợ,
há hốc mồm, trợn trừng mắt, chố mắt nghẹn họng nhìn Diệp Bắc Minh. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối Diệp. Vô số võ giả quỳ xuống, giọng nói đồng loạt truyền tới. Dù là đám người Phong Cửu U, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương cũng quỳ xuống. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Bắc Minh ngoài kính sợ, sùng bái. Còn có kiêng kỵ nồng nặc. Diệp Bắc Minh tùy ý xua tay, chư vị cũng là vì long mạch của Long Quốc, vì dân vì nước, không cần đa lễ. Thư ký Tiền đi tới, hơi khom người, Long Soái, mau nhìn long mạch đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Mọi người tiến về trước mấy chục mét. Một cái khe cực đại dài mấy trăm mét xuất hiện trước mắt. Dưới đất đen nhánh. Một luồng khí thức hào hùng đi đôi với từng trận long ngâm. Sâu trong khe hở đen nhánh, căn bản không biết có cái gì. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tôi đi xuống xem chút, mọi người canh giữ ở đây. Vèo. Không chờ mọi người phản đối, Diệp Bắc Minh lập tức nhảy vào trong khe. Anh sử dụng thuật đằng không, đi liền một hơi xuống dưới đất mấy ngàn mét. Một luồng sức mạnh hào hùng tấn công vào mặt. Nó gần như trong suốt, hiện ra màu vàng. Như một con sông trào ra dưới lòng đất. Trên thân có một lỗ hổng, gần như bị đứt gãy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đây chính là long mạch. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, mau hấp thu nó. Diệp Bắc Minh chần chừ, nếu tôi hấp thu long mạch, vậy có ảnh hưởng gì đến Long Quốc không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lát sau, giọng nói vang lên, sẽ kết thúc. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh trợn mắt, tôi có thể làm ra loại chuyện mất trí này sao? Suy nghĩ kỹ trước đi, làm sao tu bổ được? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, rất đơn giản, trên long mạch có lỗ hổng cần phải tu bổ. Cậu chỉ cần mang đồ có số mệnh đến là có thể tu bổ nó. Đồ có số mệnh? Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, ví dụ như kiếm đoạn long trong tay cậu, cũng được tính như là đồ vật có số mệnh. Long mạch có thể hấp thu kiếm đoạn long sao? Diệp Bắc Minh hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, e là không được, phẩm cấp của kiếm đoạn long quá cao. Cậu ném kiếm đoạn long vào long mạch, có lẽ sẽ trực tiếp chém đường long mạch này. Diệp Bắc Minh cau mày, vậy phải làm sao đây? Chỉ có thể tạm thời khống chế long mạch, chờ đến khi cậu tìm được đồ có số mệnh, vậy mới hoàn toàn tu bổ long mạch. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đề nghị, dùng đỉnh thanh mộc và đỉnh thiên cực đi, chúng cộng lại chắc có thể trấn áp được long mạch khoảng một tháng. Một tháng sau, nếu như cậu vẫn không tìm được đồ tu bổ long mạch sẽ tiếp tục sụp đổ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát. Chỉ có thể như vậy. Anh lấy đỉnh thanh mộc và đỉnh thiên cực ra, trực tiếp ném vào trong long mạch. Long mạch vốn đang sao động không yên, trong nháy mắt đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có long khí trào ra ngoài, đại khái chỉ khoảng 1% so với những gì nó bắt đầu. Nhóc con, đừng lãng phí, hấp thu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh cau mày, đây là long mạch của Long Quốc, tôi hấp thu không được ổn lắm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không vui nói, cho dù cậu không hấp thu, nó cũng trào ra mất công. Hơn nữa, những long khí này có lợi rất lớn với cậu, có thể khiến cậu lại đề thăng lên một cảnh giới nhỏ. Diệp Bắc Minh không khách sáo nữa. Trực tiếp hấp thu những long khí này. Không biết qua bao lâu. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra khí tức khủng khiếp, long khí quả thật nghịch thiên, chỉ 10 ngày ngắn ngủi, vậy mà tôi đã tiến vào cảnh giới võ tôn. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tôn, long khí phải cần quá nhiều. Hấp thu chậm như vậy, qua mấy tháng cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong phút chốc, trước tiên rời đi đã rồi nói. Thời điểm anh quay về mặt đất, phát hiện bốn phía kẽ hở đều là tướng sĩ của đội thiên cơ đang canh giữ. Những võ giả khác đã không thấy bóng dáng. Long Soái, Long Soái về rồi. Lư Quốc Phong mừng rỡ. Mấy chục khuôn mặt xông tới, có vài người Diệp Bắc Minh biết. Có vài người anh không quen. Trong đó có rất nhiều tầng lớp cấp cao của Long Hồn. Còn có cao thủ của giới võ đạo. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối Diệp. Vân Chi Lan trong đám người khẽ mỉm cười. Ăn xong đan dược của Diệp Bắc Minh. Cộng thêm sự khủng khiếp của quỷ môn thập tam châm, ông ta tu dưỡng 10 ngày đã hồi phục 7-8 phần. Quả thực khiến người ta khiếp sợ. Người Vân Kiếm Bình nhẹ nhàng, mở to mắt nói, cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, đều là vì Long Quốc, đương nhiên tôi phải cứu.
Long Soái. Đột nhiên, giọng nói thư ký Tiền truyền tới. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành cũng đi tới. Hai người đã thay sang quân phục, võ trang đầy đủ. Khí tức nghiêm túc đập vào mặt. Diệp Bắc Minh nhướng mày, sao vậy? Diệp Lăng Tiêu trả lời, Long Mạch là chuyện trọng đại, để phòng ngừa lại xảy ra biến cố, vì vậy quốc gia đã phái lực lượng hùng hậu đến đây canh giữ. Bên Long Đô cũng đã điều đến 500.000 đại quân. Cấp dưới của vua Tây Vực cũng điều đến 500.000 đại quân. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Đại quân hàng triệu người trấn thủ, chắc cũng ổn. Nhưng, cũng không đến mức vậy. Cần nhiều đại quân đến vậy sao? Thư ký Tiền bổ sung, sư huynh cậu cũng tới. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Cái này thì hợp lý. Vị sư huynh kia đã tới chân núi Côn Luân, vì vậy có hàng triệu đại quân bảo vệ. Thứ bảo vệ không chỉ là Long Mạch, mà còn là chân long. Tôi muốn gặp vị sư huynh này. Diệp Bắc Minh mở miệng. Ha 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 ha. Một trận cười sang sảng truyền tới, tiểu sư đệ, cuối cùng đã gặp mặt. Lần này nếu không phải là có em, e rằng Long Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Sư huynh. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông đi xuyên qua đám người. Dáng người cao ngất, khí tiết chính trực. Một luồng khí tức cấp trên tấn công vào mặt. Người bình thường liếc mắt nhìn đều có một loại cảm giác tim đập rộn ràng, hô hấp ngừng lại. Đám người Diệp Lăng Tiêu, thư ký Tiền, còn có chư vị tướng lĩnh của Long Hồn hoàn toàn lui về phía sau. Dù là kiếm thánh Vân Chi Lan cũng khẽ khom người, lui về phía sau ba bước. Vân Kiếm Bình trợn trừng mắt, người ngay cả ông nội cũng phải lui về phía sau, chẳng lẽ là... A, à, trong đầu linh quang chợt lóe. Cô ta che cái miệng nhỏ nhắn. Trốn phía sau lưng ông nội. Diệp Bắc Minh đang định nói, sư huynh. Phía xa truyền đến một trận xôn xao, tiếp đó chính là một giọng nói thâm hậu truyền tới, ai là Diệp Bắc Minh? Ra đây. Soạt. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường núi. Lá gan ai lớn vậy, dám kêu bậy bạ vào lúc này. Giây tiếp theo. Hai người đàn ông trung niên mặc cổ phục đi tới, ai là Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn hai người, là tôi. Đúng vậy. Hai người cau mày, mặt lạnh như băng, không có việc gì đừng chạy lung tung, hại chúng tôi uổng công đến Giang Nam một chuyến, không tìm được cậu lại đi thành võ đế. Kết quả cậu lại ở đây. Nếu không phải thái tử chúng tôi có lệnh, bảo cậu tham gia hôn lễ của người, loại nhân vật nhỏ như cậu vốn không đáng giá khiến chúng tôi phải đi một chuyến. Thái tử, hôn lễ. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đương nhiên, một người đàn ông trung niên trong đó mặt đầy kiêu ngạo, thái tử gia đế quốc Thanh Long và sư tỷ của cậu Liễu Như Khanh ngày mai kết hôn. Cậu mau theo tôi đến Côn Luân Hư tham dự hôn lễ đi. Nghe thấy câu này, con người Diệp Bắc Minh co lại, ông nói gì? Thất sư tỷ của tôi sắp lập gia đình. Trái tim anh co thắt. Giống như có thứ đồ quan trọng bị người ta cướp đi vậy. Không thể nào. Hai người đàn ông trung niên sợ hết hồn. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại có phản ứng lớn như vậy. Một người trong đó gầm lên, nhóc con, cậu gọi bậy bạ gì vậy? Thái tử đế quốc Thanh Long chúng tôi mời cậu tham dự hôn lễ là phúc 10 đời nhà cậu đấy. Quỳ xuống, hai tay nhận thiệp mời. Ông ta giơ tay vỗ về phía Diệp Bắc Minh, một luồng khí tức tinh thuần đè xuống. Tự tìm cái chết. Con người Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo. Một tiếng sét truyền tới. Diệp Bắc Minh xuất hiện quỷ dị trước mặt người này, một tay túm cổ ông ta. Một cảm giác hít thở không thông truyền tới. Người này ra đầu tê dại. Mặt đầy kinh hoàng. Bản thân ông ta là tu vi võ thánh trung kỳ đó. Diệp Bắc Minh dựa vào cái gì? Mày dám? Người này một câu còn chưa nói hết. Một tiếng, răng rắc, giòn giã, cổ bị Diệp Bắc Minh trực tiếp bóp vỡ. Thiệp mời trong tay rơi xuống, Diệp Bắc Minh nhận lấy. Mở ra nhìn. Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh, hôn lễ. Trong con người của Diệp Bắc Minh nổi lên giận dữ, không thể nào, thất sư tỷ làm sao có thể lập gia đình. Tuyệt đối không thể, một. Nội lực chấn động. Thiệp mời trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn đầy trời. Mày thật to gan, giết sứ giả của đế quốc Thanh Long tao. Một người đàn ông trung niên khác khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày biết mình đã phạm phải tội chu di cửu tộc. Bùm! Diệp Bắc Minh một quyền đánh ra, cách không đánh người thành xương máu. Xung quanh tĩnh mịch,
Mọi người cũng chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Anh đứng tại chỗ nhìn về Côn Luân Hư. Trong con người đều là tia máu, trên người tản mát ra sát khí kinh khủng. Khát máu cực hạn, lạnh lùng cực hạn. Mọi người sợ đến nỗi tim như ngừng đập. Mặt đẹp của Vân Kiếm Bỉnh nóng lên, thất sư tỷ kia nhất định là rất quan trọng với anh ta. Rốt cuộc là kiểu phụ nữ như nào, khiến anh ta thay đổi như vậy. Không biết tại sao, trong lòng Vân Kiếm Bỉnh lại có chút ghen tị. Tiểu sư đệ, sư muội như Khanh sẽ không vô duyên vô cớ lập gia đình, nhất định có ẩn tình. Đàn ông trung niên đi tới. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ai dám nói chuyện. Trong mắt Diệp Bắc Minh đỏ thẫm, sư huynh, em chuẩn bị đi Côn Luân Hư một chuyến. Được. Người đàn ông trung niên nghiêm túc gật đầu, mọi thứ đều phải cẩn thận. Diệp Bắc Minh dặn dò, đúng rồi, sư huynh, long mạch bị hư hại, nhưng tạm thời đã bị em chế trụ. Loại này áp chế có thể kéo dài 20 ngày. Bây giờ cần một món đồ có số mệnh lớn mới có thể tu bổ hoàn toàn long mạch. Đồ có số mệnh lớn, người đàn ông trung niên suy tư trong chốc lát. Gật đầu. Được, tiểu sư đệ, chuyện này giao cho anh. Được. Diệp Bắc Minh một bước bay lên không, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhà họ Liễu, thành Hoàng Phong, Côn Luân Hư. Nhà họ Liễu có việc hỉ, đèn lồng lớn màu đỏ được treo trên cao. Các khách mời nối liền không dứt. Bố mẹ của Liễu Như Khanh đích thân nghênh đón khách quý ở cửa. Nhà họ Liễu quả đúng là gặp may mắn lớn. Một thành Hoàng Phong nhỏ bé, vậy mà bám được vào nhân vật khổng lồ đế quốc Thanh Long này. Ai nói không phải sao, sau này không ai dám khinh thường nhà họ Liễu chứ. Nghe đồn tiểu thư nhà họ Liễu hồi nhỏ bị một vị cường giả thần bí mang đi, mấy năm trước mới đột nhiên quay về, kết quả vừa hay gặp được thái tử đế quốc Thanh Long Tô Lăng Vân. Hai người vừa gặp đã yêu, bây giờ cuối cùng sắp thành thân rồi. Một khi hai người thành thân, Tô Lăng Vân lên ngôi, cô Liễu chính là hoàng hậu của đế quốc Thanh Long đó. Cửa nhà họ Liễu, mọi người đang bàn luận rất sôi nổi. Vô số cô gái hâm mộ đến mức mặt đỏ tới mang tai. Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, quả đúng là nguyện vọng cả đời. Đại diện Huyền Lôi Cốc, đại diện Thiên Kiếm Tông đến, đại diện Phản Âm Cốc đến. Đại diện cung Hạo Miểu đến. Đại diện cung Xá Tắc đến. Đại diện Lưu Ly Tông đến. Đại diện Học viện Thiên Thần đến. Liễu Tông chính kích động tiến lên nghênh đón, hoan nghênh mọi người. Hôm nay tiểu nữ bám víu đế quốc Thanh Long, chư vị có thể đến chúc mừng, quả thật khiến nhà họ Liễu cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng đúng đúng, vô cùng vinh hạnh, Từ Tập Phượng cũng gật đầu. Đại diện những tông môn này mang vẻ mặt lạnh lùng. Nhà họ Liễu, một gia tộc nhỏ hạng ba mà thôi. Nếu không phải nể mặt đế quốc Thanh Long, làm sao bọn họ có thể đến nhà họ Liễu chúc mừng? Chúc mừng, gia chủ Liễu. Chúc mừng, thật đáng mừng. Những đại diện của tông môn này biểu hiện rất qua loa lấy lệ. Đám người nhà họ Liễu lại tiếp đãi tỉ mỉ, mời bọn họ vào đại sảnh nhà họ Liễu. Các tầng lớp cấp cao cũng đi theo. Người của những tông môn này vừa xuất hiện. Đại sảnh vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Mọi người cũng không dám nói lung tung. Sợ sẽ đắc tội với người của những tông môn lớn này. Đột nhiên, một thanh niên trong đó lắc đầu, kỳ lạ, tên nhóc Tô Lăng Vân này không phải kẻ cuồng tu luyện sao? Sao đột nhiên lại muốn cưới vợ, tiểu thư nhà họ Liễu này rốt cuộc xinh đẹp thế nào? Lại khiến cho Tô Lăng Vân muốn thành thân sớm như vậy, kỳ lạ, quá kỳ lạ. Lôi bằng của Huyền Lôi Cốc. Võ Thánh Hậu Kỳ, các đỉnh phong cũng chỉ có một bước. Vấn đề là hắn mới 28 tuổi, thực lực vô cùng khủng khiếp trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư. Có lẽ Liễu Như Khanh kia thật sự rất đẹp. Một thanh niên khẽ gật đầu. Mục thừa của Thiên Kiếm Tông, Võ Thánh Hậu Kỳ. Tuổi tác cũng chỉ có 24 tuổi. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, vô cùng bất mãn. Mọi người nhìn qua, người này chính là Tống Điệp Y của Phản Âm Cốc. Trên khuôn mặt thanh tú của cô ta đều là vẻ ghen tị. Lôi bằng cười thâm sâu, nghe nói Tống Điệp Y cô và Tô Lăng Vân từng có tình cảm, xảy ra chuyện gì vậy? Người ta đá cô rồi. Lôi bằng, anh tự tìm cái chết phải không? Tống Điệp Y đứng phát dậy, tức giận rút kiếm. Lôi bằng đứng dậy, sau lưng truyền tới một tiếng sấm sét vang dội. Trong lôi quang phía sau lưng lóe lên hình ảnh một con côn bằng, ông đây sợ cô à?
trong đám người, Văn Nhân Mộc Nguyệt nhướng mày. Khóe miệng Mục Thừa của Thiên Kiếm Tông nhếch lên ý cười, dáng vẻ xem kịch hay. Đám người Cung Hạo Miểu và Học Viện Thiên Thần thờ ơ ngồi đó. Đại diện của Lưu Ly Tông là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khăn che khuôn mặt thanh tú, vóc dáng đẹp đến dọa người, không thua kém gì Văn Nhân Mộc Nguyệt. Cô ta chỉ ngồi ở đó đã hấp dẫn ánh mắt của vô số đàn ông. Đột nhiên, một trận cười sang sảng truyền tới, ha 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 ha, nếu hai vị đến tham dự hôn lễ của tôi, vậy hôm nay phải cho Tô Lăng Vân tôi mặt mũi chứ. Tô huynh tới. Mục Thừa của Thiên Kiếm Tông đứng dậy, đi từ cửa lớn nhà họ Liễu vào. Người của Cung Hạo Miễu và Học Viện Thiên Thần cũng ra ngoài. Lôi Bằng cười lạnh, lần sau tính sổ với cô. Đi theo ra ngoài. Mặt đẹp của Tống Điệp Y lạnh băng, dẫn người của Phản Âm Cốc ra cửa lớn nhà họ Liễu. Văn Nhân Mộc Nguyệt liếc nhìn cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông, sau đó cũng đi ra ngoài. Mọi người đi đến cửa lớn nhà họ Liễu. Chỉ thấy đội rước dâu thanh thế rất lớn đi tới. Tô Lăng Văn hăng hái, cả người mặc đồ đỏ. Cưỡi một con ngựa cao lớn, trước ngực đeo một đóa hoa đỏ thẫm, như khanh, anh tới cưới em đây. Chúc mừng Tô Huynh. Hôm nay là đại hôn của Tô Huynh, chờ một ngày nhất định sẽ đăng quang hoàng đế. Tôi chờ Tô Huynh trở thành hoàng đế của đế quốc Thanh Long, lại uống rượu mừng một lần nữa. Bỗng nhiên, trong vô số lời chúc mừng, một giọng nói lạnh băng truyền tới, chỉ dựa vào mày cũng muốn cưới người phụ nữ của tao. Mày xứng sao? Xung quanh tĩnh mịch. Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh hãi, không thể nào, giọng nói này, chẳng lẽ là... Lôi Bằng cười nhạt, lá gan ai mà lớn vậy? Ha ha, có chút thú vị, Mục Thừa nhếch miệng cười nói. Cô gái đeo khăn che mặt Lưu Ly Tông cau mày. Trong nháy mắt, xoạt, 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 vô số người ở cửa lớn nhà họ Liễu quay đầu nhìn. Đám người xem náo nhiệt trong nháy mắt nhường đường, cuối ngã tư đường xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi. Không phải anh ta. Văn Nhân Mộc Nguyệt kỳ quái, cô ta còn tưởng rằng là Diệp Bắc Minh. Nhưng khuôn mặt người này tuyệt đối không phải Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ là thuật dịch dung, Văn Nhân Mộc Nguyệt trong nháy mắt hiểu ra. Bất chợt, trong con người đều là niềm vui bất ngờ. Diệp Bắc Minh quả thật dịch dung. Anh không sợ đế quốc Thanh Long, chỉ là lo lắng chuyện hôm nay sẽ khiến đế quốc Thanh Long trả thù Long Quốc. Cho nên dứt khoát dịch dung, tránh cho phiền toái sau này. Cô Văn Nhân biết hắn, Mục Thừa cảm thấy kỳ quái. Hắn ta muốn theo đuổi Văn Nhân Mộc Nguyệt. Vì vậy khi nhìn thấy Văn Nhân Mộc Nguyệt vui mừng vì người đàn ông khác, trong lòng rất khó chịu. Văn Nhân Mộc Nguyệt không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Trong lòng Mục Thừa nổi lên lửa giận vô hình. Tống Điệp Y cười, có kịch hay xem rồi. Cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông cũng tò mò đánh giá Diệp Bắc Minh. Người trẻ tuổi này là ai? Lá gan anh ta lớn thật. Trong tình hình này mà dám nói như vậy. Chẳng lẽ anh ta không sợ chết? Bù! Đám người bùng nổ. Mẹ nó, tên nhóc này là ai? Trẻ quá, khí tức võ tôn, có chút thiên phú, nhưng không nhiều. Một võ tôn sao dám nói ra những lời này? Tên nhóc này chết chắc. Rất nhiều khách mời lắc đầu, vốn không coi Diệp Bắc Minh ra gì. Mày là ai? Ánh mắt Tô Lăng Vân trầm xuống. Hắn đã từng xem ảnh của Diệp Bắc Minh, không phải người này. Hắn cũng cân nhắc qua vấn đề Diệp Bắc Minh dịch dung. Nhưng, Tô Lăng Vân nhận được tin tức, tu vi của Diệp Bắc Minh mới là võ tông sơ kỳ. Thanh niên trước mắt đã là võ tôn sơ kỳ. Mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Bắc Minh không thể nào để thăng lên một cảnh giới lớn đâu. Quá nực cười. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, sát thần, Diệp Bắc Phong. Anh dứt khoát dùng tên của anh cả. Sát thần. Mọi người ngây ra. Đột nhiên. Ha 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 ha, cười chết tôi mất, nào có ai tự kêu mình là sát thần. Trong đám người cười ầm lên, Văn Nhân Mộc Nguyệt ngẩn ra, quả nhiên là anh ta. Sao lại tên là Diệp Bắc Phong? À, mình biết rồi, nhất định là sợ phiền toái. Bừng tỉnh hiểu ra, Diệp Bắc Minh hét lớn về phía nhà họ Liễu, Như Khanh, em đến đón chị về nhà. Mọi người sững sờ. Giây tiếp theo, ha 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 ha. Sâu trong nhà họ Liễu truyền đến trận cười yêu kiều, em trai Bắc. Bắc Phong, em đến muộn quá. Sau đó bóng dáng một cô gái bay trên không, xuyên qua đỉnh đầu của tất cả mọi người,
hạ xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Liễu Như Khanh cười hạnh phúc. Vóc người hoàn mỹ, hai chân thon dài. Dáng dấp mê người. Mặt đẹp hoàn mỹ không tì vết. Cô ấy nhìn Diệp Bắc Minh đầy tình ý. Giống như lúc này thế gian chỉ có hai người vậy. Tiểu thư nhà họ Liễu quả thật rất đẹp. Nhưng Diệp Bắc Phong là ai? Chưa gặp qua, còn tự xưng là sát thần. Khẩu khí có hơi lớn. Mọi người đều lắc đầu. Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi, Như Khanh, chị tự nguyện lập gia đình. Liễu Như Khanh không coi ai ra gì, đưa tay nhéo má Diệp Bắc Minh, liếc mắt coi thường, nhìn bộ đồ chị mặc đi, em thấy sao? Em hiểu rồi. Diệp Bắc Minh cười. Đồ Liễu Như Khanh mặc là bộ đồ luyện công hồi bái sư học nghệ. Loại đồ này Diệp Bắc Minh cũng có một bộ, nếu không phải tự nguyện, đó chính là bị ép buộc. Nếu bị ép, vậy thì hắn đáng chết. Trong nháy mắt, lôi ảnh trùng trùng. Diệp Bắc Minh giống như quỷ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Lăng Vân. Giơ tay lên, một kiếm chém qua. Sau một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù đầy trời. Tất cả xảy ra quá nhanh. Mấy ngàn hộ vệ cũng không phản ứng kịp. Đến khi bụi mù tan đi, tại chỗ chỉ còn lại cái hố khủng khiếp. Ngựa đại uyên mà Tô Lăng Vân cưỡi trong nháy mắt hóa thành xương máu. Còn Tô Lăng Vân giống như chó chết nằm thoi thóp trong cái hố. Rít, một tràng âm thanh hít khí lạnh truyền tới. Đại quân mấy ngàn người của đế quốc Thanh Long cũng bối rối, tất cả trước mắt khiến bọn họ quên cả phản ứng. Mẹ kiếp, phách lối vậy. Lôi Bằng nhảy cẫng tại chỗ. Khóe miệng Mục Thừa co quắp, sao có thể? Văn Nhân Mộc Nguyệt ngây người, cơ thể mềm mại run rẩy, khẽ há miệng nhỏ nhắn, quả nhiên là anh ta. Kiếm Đoạn Long, là anh ta. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Phong, có thể xác định. Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc anh ta là ai? Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đeo khăn che mặt Lưu Ly Tông co lại, trên khuôn mặt thanh tú đều là bất ngờ. Những khách mời bình thường khác người cứng ngắc tại chỗ, con người như sắp rớt ra ngoài. Sợ đến mức tim sắp nổ tung. Mẹ nó tình huống gì vậy? Mẹ! Tên nhóc này chui ra từ đâu vậy? Ồ, vậy mà có thể chống đỡ được một kiếm của tao. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Toàn thân Tô Lăng Vân run rẩy, gân mạch vỡ vụn, tu vi toàn thân bị phế. Miếng ngọc bội màu máu ở ngực kia bị một kiếm của Diệp Bắc Minh đánh nát. Tàn hồn của lão huyết bên trong cũng theo đó bị dập tắt. Lão huyết, a, à, không, không, lão huyết. Tô Lăng Vân xé tim xe phổi tức giận gào lên, miệng không ngừng phun ra máu tươi, còn khó chịu hơn cha mẹ chết. Hắn vốn là tên phế vật, vì có được miếng ngọc bội ẩn chứa tàn hồn của lão huyết, nên mới khởi sắc, có được tu vi như hiện giờ. Bây giờ, miếng ngọc bội ẩn chứa tàn hồn của lão huyết bị vỡ tan. Tàn hồn của lão huyết cũng bị Diệp Bắc Minh tấn công chết bằng một đường kiếm. Vãi, mẹ kiếp, giết Diệp Bắc Minh, giết hắn cho tao. Tô Lăng Vân tức đến lớn tiếng gào thét. Giờ đám người của đế quốc Thanh Long mới phản ứng lại, hàng ngàn binh sĩ xông về phía Diệp Bắc Minh. Tiến vào cảnh giới võ tôn, thực lực của Diệp Bắc Minh không biết đã tăng lên biết bao nhiêu lần. Cho dù có võ đế đến, anh cũng không sợ. Càng đừng nói đám người này đều đến từ đế quốc Thanh Long. Đã từng truy sát mẹ của anh. Tất cả phải chết. Thù cũ nợ mới tính luôn một thể. Một đường kiếm Đoạn Long. Một đường kiếm nghịch thiên. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Phụt. Anh giống như kẻ giết người hàng loạt, xông vào trong hàng ngàn binh sĩ. Không ngừng vung chém kiếm Đoạn Long, thu gặt tính mạng của bọn họ. Máu thịt tung tóe, thi thể bay khắp nơi. Sau 5 phút ngắn ngủi, khắp mặt đất đều là máu tươi và thi thể, hàng ngàn binh sĩ bị tiêu diệt toàn bộ. Suýt, mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, kinh hãi tê dại ra đầu. Vãi, đúng là sát thần. Diệp Bắc Minh, sát thần Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, cái tên của Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ truyền khắp cả Côn Luân Hư. Cách cách cách, Diệp Bắc Minh đi đến, cúi nhìn Tô Lăng Vân, lạnh giọng nói, đến lượt mày rồi. Mày muốn giết tao, mày dám giết tao. Tô Lăng Vân sững sờ, cả người ngây ngốc, Diệp Bắc Minh, mày đang đùa phải không? Diệp Bắc Minh giơ chân. Trong đồng tử của Tô Lăng Vân phản chiếu đế giày của Diệp Bắc Minh, quát lớn, vãi. Mày tưởng tao sợ hả? Tao là thái tử của đế quốc Thanh Long.
Hoàng đế tương lai của đế quốc Thanh Long, mày dám giết tao? Mày từng nghĩ đến giết tao sẽ có hậu quả gì chưa? Mẹ kiếp, mày dám giết? Phập, dẫm xuống, dứt khoát nhanh gọn. Giọng nói đột ngột im bặt. Cái đầu của Tô Lăng Vân nát bét như quả dưa hấu. Thời gian dường như dừng lại. Tất cả mọi người đều im lặng. Há to cái miệng, giống như bị câm, không thốt ra được một lời. Một lát sau, Lôi Bằng không nhịn được run cầm cập, tên nhóc này còn cuồng ngạo hơn tôi hàng ngàn lần. Mục Thừa kinh sợ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh. Vãi thật, vậy mà hắn đã giết Tô Lăng Vân. Làm sao hắn dám chứ? Vãi, mẹ nó. Trong lòng Mục Thừa nổi lên làn sóng sợ hãi. Không thể bình tĩnh. Tống Điệp Y cũng sợ đến suýt ngất xỉu, cơ thể run rẩy. Văn Nhân Mộc Nguyệt như nằm mơ, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Có thể nói ở đây, ngoại trừ Liễu Như Khanh, cô ta là người duy nhất biết thân phận thực sự của Diệp Bắc Minh. Nhưng cô ta cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại to gan như vậy. Còn là người không? Không những thực lực khủng bố, mà cái gan cũng to đến đáng sợ. Giết Thái tử đế quốc Thanh Long ngay trên đường. Trời ơi! Cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông cũng không nhịn được run lên. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhìn Văn Nhân Mộc Nguyệt một cái. Văn Nhân Mộc Nguyệt ngẩn người. Liền sau đó, ánh mắt của anh lại dừng trên người của cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông. Soạt! Anh bước ra một bước, tóm chặt cổ tay của cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông. Anh làm gì hả? Cô gái đeo khăn che mặt của Lưu Ly Tông sợ đến làm rớt cả khăn che mặt. Một dung nhan tuyệt sắc xuất hiện trước mặt mọi người, đẹp đến mức khiến người ta gần như khó thở. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ. Cô là Mộc Tuyết Tình. Văn Nhân Mộc Nguyệt ngạc nhiên. Vừa nãy cô ta vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Soạt. Rất nhiều ánh mắt giống như con sói bị bỏ đói đồng loạt nhìn qua, dán chặt mắt vào Mộc Tuyết Tình. Cô ta là Mộc Tuyết Tình. Vãi. Đại mỹ nữ tuyệt thế đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư. Chẳng trách cô ta phải đeo khăn che mặt. Một số võ giả hiểu ra. Rất nhiều ánh mắt đố kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Bởi vì anh đang tóm chặt cổ tay của Mộc Tuyết Tình. Có thể nhìn thấy rõ ràng, cổ tay của Mộc Tuyết Tình đang tím ngắt. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cái đồng hồ này cô lấy ở đâu? Đồng hồ đeo tay nữ Cartier của giới phàm tục. Đó là đồ của Chu Nhược Giai, sao nó lại ở trong tay cô gái này? Ánh mắt Mộc Tuyết Tình tràn đầy lửa giận, liên quan gì đến anh? Không nói, vậy cô đi chết đi. Kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh chém về phía cái cổ trắng ngần của Mộc Tuyết Tình. Vãi! Nhẫn tâm phá hoa! Vãi! Các võ giả có mặt ở đó đều sắp phát điên. Cô ta là Mộc Tuyết Tình đó. Báu vật hàng đầu. Đại mỹ nữ tuyệt thế đứng thứ 3 bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư. Vậy mà nói giết là giết. Quá phí rồi đấy. A, à, hai chân Mộc Tuyết Tình run rẩy, khép chặt vào nhau, suýt ngã, là sư muội của tôi tặng cho tôi. Kiếm đoạn long dừng ở vị trí cách cái cổ của Mộc Tuyết Tình 1 mm, nếu tiến thêm một bước, đầu của cô ta sẽ rơi xuống đất. Cô ta không dám động đậy. Thực sự không dám. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Mộc Tuyết Tình, cô ấy tặng cho cô. Anh chậm rãi thu kiếm đoạn long. Đúng thế. Mộc Tuyết Tình hồn rơi phách lạc, cô ta dựa vào nhan sắc, trước nay chưa từng gặp bất lợi. Nhưng vừa nãy hành động của Diệp Bắc Minh, khiến cô ta sợ hoàn toàn. Nếu vừa nãy cô ta không nói, Mộc Tuyết Tình có thể chắc chắn, đầu của mình sớm đã rơi xuống đất. Nhưng, Diệp Bắc Minh rất thô bạo với cô ta. Trong lòng cô ta lại có cảm giác khác biệt. Có chút sợ hãi. Có run rẩy. Còn có chút hưng phấn. Trong cơ thể như có dòng điện chạy qua. Tê tê. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông không quan tâm nhan sắc của cô ta. Cho dù cách chưa đến nửa mét, một bàn tay tóm chặt cổ tay của cô ta. Mộc Tuyết Tình cũng không nhìn thấy chút suy ý xấu xa nào trong mắt của đối phương. Chẳng lẽ anh ta không thấy mình đẹp sao? Diệp Bắc Minh chậm rãi nói, hiện giờ cô ấy thế nào? Mộc Tuyết Tình biết Diệp Bắc Minh đang hỏi về Chu Nhược Giai, cô ấy ở Lưu Ly Tông. Khi mới nhập môn, tôi từng chăm sóc cô ấy, cho nên quan hệ của chúng tôi khá tốt, đã tặng tôi chiếc đồng hồ này. Hơn nữa, thiên phú của cô ấy rất nghịch thiên, đã được tông chủ thu nhận làm đệ tử thân truyền.
Anh có thể yên tâm, cô ấy sống ở Lưu Ly Tông rất tốt. Lưu Ly Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Xử lý trong việc trước mắt, thì đi tìm Nhược Giai. Rồi trực tiếp cùng Liễu Như Khanh rời đi. Bên ngoài cổng lớn nhà họ Liễu lập tức sôi sục. Diệp Bắc Minh này là ai? Sát thần, danh xưng thật bá đạo. Hoàng đế của đế quốc Thanh Long sắp phát điên rồi, thái tử Tô Lăng Vân chết rồi, chính là tổn thất nặng nề đối với đế quốc Thanh Long. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ gây nên sóng gió thế nào nữa. Đánh cược đi, Diệp Bắc Minh có thể sống được mấy ngày. Ánh mắt của Văn Nhân Mộc Nguyệt lóe lên, chúng ta cũng nên đi thôi. Cô ta dẫn theo đệ tử của cung xã Tắc mau chóng rời đi. Vừa rời khỏi thành Hoàng Phong, Diệp Bắc Minh và Liễu Như Khanh đi ra. Là các người muốn làm gì? Đệ tử của cung xã Tắc kinh ngạc, tất cả rút vũ khí bày tư thế phòng ngự. Văn Nhân Mộc Nguyệt quát nói, được rồi, tất cả dừng tay. Văn Nhân sư tỷ, các đệ tử của cung xã Tắc ngẩn người. Văn Nhân Mộc Nguyệt lắc đầu, Diệp Bắc Minh, anh ta không có ác ý với chúng ta. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, tình hình của hầu tử thế nào rồi? Văn Nhân Mộc Nguyệt trả lời, anh ta rất tốt, tôi đã sắp xếp cho anh ta làm đệ tử ngoại môn của cung xã Tắc. Anh biết đấy, thiên phú võ đạo của anh ta cũng bình thường, làm đệ tử ngoại môn trước. Đợi thực lực tăng lên, rồi thi vào nội môn. Chế độ tăng cấp của tông môn Côn Luân Hư, từ xưa đến nay đều như vậy. Diệp Bắc Minh hỏi, cô biết cung xã Tắc có một cô gái tên là Hạ Nhược Tuyết không? Hạ Nhược Tuyết. Văn Nhân Mộc Nguyệt lục tìm trong đầu một lượt, không có ấn tượng. Nhưng nếu anh muốn tìm, tôi có thể liên hệ tìm giúp anh. Diệp Bắc Minh gật đầu, phiền cô rồi. Anh đã cứu mạng tôi, chút việc nhỏ này không là gì. Văn Nhân Mộc Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Các đệ tử khác của cung xã Tắc kinh sợ nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Sát thần Diệp Bắc Minh từng cứu Văn Nhân sư tỷ. Chỉ thấy. Văn Nhân Mộc Nguyệt lấy điện thoại ra gọi đi. Tuy người của giới phàm tục không thể tiến vào Côn Luân Hư, nhưng rất nhiều khoa học kỹ thuật cao đều được truyền lên đây. Công cụ liên lạc công nghệ cao như điện thoại di động đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi một lát sau. Thông tin được truyền về, sắc mặt của Văn Nhân Mộc Nguyệt hơi khó coi. Lập tức xin lỗi, anh Diệp, xin lỗi. Diệp Bắc Minh sầm mặt, có dự cảm không tốt ập đến, cô có ý gì? Tôi tìm được Hạ Nhược Tuyết rồi, bây giờ cô ấy là thị nữ của Chu Tần. Văn Nhân Mộc Nguyệt trả lời. Nhược Tuyết xảy ra chuyện hả? Một luồng sát ý ngút trời khủng bố tràn ngập. Tất cả người cung xã Tắc sợ đến soạt soạt lùi lại. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này, bọn họ dường như đang đối diện với một sát thần thực sự. Vẻ mặt Văn Nhân Mộc Nguyệt tái nhợt, cô Hạ không sao, hôm nay vừa hay là ngày đệ tử nội môn cung xã Tắc dẫn đội, đệ tử ngoại môn sát hạch. Chu Tần là một trong số người dẫn đội, Hạ Nhược Tuyết cùng anh ta vào trong rừng rậm âm ảnh rồi. Có nguy hiểm không? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Văn Nhân Mộc Nguyệt lắc đầu, đi theo Chu Tần. Nếu không vào sâu thì không có nguy hiểm gì. Nhưng Vương Khinh Hậu cũng tham gia đội sát hạch, và còn, là người của tiểu đội đi trước dẫn dụ ma thú. Tiểu đội đi trước? Nói thì nghe rất hay. Mẹ kiếp, chẳng phải là mồi nhử sao? Diệp Bắc Minh thét lên một tiếng, cô nói cái gì? Tôi giao hầu tử cho cô lại để anh ta làm mồi nhử dẫn dụ ma thú. Vừa nghĩ đến trải nghiệm bi thảm của hầu tử. Trong ánh mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy tia máu, rừng rậm âm ảnh ở đâu? Thụp! Văn Nhân Mộc Nguyệt và đám người cung xã Tắc không chịu nổi sát khí khủng bố, trực tiếp quỳ xuống. Cô ta lấy ra một tấm bản đồ từ chiếc nhẫn chữ vật, chỉ vào một vị trí, chính là chỗ này, cách chỗ của chúng ta 1.500 dặm. Diệp Bắc Minh nhìn qua, ở nơi đó ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp lên tiếng, chẳng phải tàn hồn của Long Đế bị nhốt ở đó sao? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Đúng là giống y hệt với bản đồ mà Long Đế để lại. Hoàn toàn trùng khớp. Lại dễ dàng tìm được như vậy. Mình có thể biết tung tích của mẹ, và cả tin tức của bố rồi ư. Ý nghĩ này liền biến mất. Tàn hồn của Long Đế có thể cứu bất cứ lúc nào. Nhưng hầu tử thì không đợi được. Hơn nữa, Nhược Tuyết không biết võ. Chẳng may Chu Tần gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ ném Nhược Tuyết ra làm bia đỡ đạn. Vãi, đáng chết.
Diệp Bắc Minh nổi giận, trong mắt toàn là tia máu. Anh cũng không dám chậm trễ một khắc, vút bay lên không trung. Phi thẳng đến rừng rậm âm ảnh. Thất sư tỷ không nói nhiều, trực tiếp đi theo. Trong không trung vang lên giọng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, văn nhân Mộc Nguyệt, tôi đã giao hầu tử cho cô. Nếu anh ta có chuyện gì, tôi bắt cô đền mạng. Thủ đô của đế quốc Thanh Long. Đại nội hoàng cung thành Thanh Long. Thông tin Tô Lăng Vân bị giết được truyền về triều đường. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Hoàng đế Thanh Long lạnh lùng quát, ăn nói bừa bãi. Ông nói thái tử chết rồi. Con trai của trẫm chết rồi. Chỉ toàn nói bừa. Hôm nay là đại hôn của con trai trẫm, ông dám chủ ẻo con trai của trẫm chết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp điện Kim Loan, trẫm là hoàng đế đế quốc Thanh Long, con trai của trẫm là thái tử của đế quốc Thanh Long, tuyệt đối không thể nào chết được. Bệ hạ, là thật đó. Bốn ông lão quỳ dưới đất, cất giọng run run. Bọn họ đều là tu vi võ đế trung kỳ. Cả cung điện Kim Loan chìm vào tĩnh lặng như cái chết. Một luồng sát khí khủng bố từ ghế rồng truyền ra, hoàng đế Thanh Long đá lật chiếc bàn rồng. Soạt một cái từ trên ghế rồng đứng bật dậy. Sắc sảo, uy nghiêm gì đó, đều không cần. Ông ta quát tháo ầm ầm, bốn cung phụng các ông, ăn bổng lộc của đế quốc Thanh Long. Chấm cho các ông bảo vệ bên cạnh thái tử, các ông làm cái gì vậy hả? Một ông lão võ đế trung kỳ khổ sở trả lời, bệ hạ, là lệnh của thái tử. Thái tử nói cậu ấy là vô địch trong những người cùng cảnh giới, cho dù gặp phải võ đế đỉnh phong, cũng có thể giữ được mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.